luôn. Bữa nay là em có đồ nhiều mà trụ nghĩ sao nhà này không có đồ mặc. Qua đây đi. Quần này có 65.000 bộ. Mấy chị mà nhỏ nhỏ là hốt bộ này nè. Mấy chị mà chưa biết em á thì mấy chị chưa thấy bộ này. Còn chị nào biết em rồi là mấy chị có mua bộ này. Em mặc vô là mấy chị thấy. Máy xay tỏi ớt hả? Không có. Chưa có nha. Tại vì đầu năm nó đâu có hàng gì đâu. Em đang kiếm cho mấy chị nhiều mã lắm mà nó có hàng em mới bán. Con heo. Hồng, lửng, mã là lửng. Sao vậy? Hồng tim em mờ là bộ chị mặc. Hết rồi. Bộ này là lụa măng gồ. Chất là lụa măng gồ. Bộ mặt là lụa măng gồ, 65.000 bộ. Bộ này em ôm sale số lượng quá trời luôn. Một cái mẫu thôi mà nó có bông này bông kia đó. Em ôm là bao nhiêu? 300 bộ. Nè, cái quần của nó rất là đẹp. Nó bèo bèo nè. Túi sâu đàng hoàng luôn nha. Lụa măng gồ. Chị nào mà cỡ em á, 46-7kg là cỡ em nha. Đó. Quần có túi luôn, lên form rất là đẹp luôn nè. 65.000 bộ à. Bộ này là ngực 100 đổ về, ngực 98-100 đổ về ok nè. Chị lấy lên mã cho em là 65 là được. 65.000 hả? Hàng này bình thường sỉ của nó là như ta? Sỉ của nó là 85.000 mà người ta bán là trên 100.000. Có người bán 100, 101, 102. Nhưng mà cái này đồ này là mấy chị ôm sale á. Ôm sale cho nên là bán có 65.000 bộ à. Bộ này em có cái màu hồng dâu nó. Lấy cái hồng dâu cho chị. Nó cái hồng dâu cái bông nhí nhí thấy chưa? Ờ. Ừ đúng rồi nó đó. Đồ này em có hồng dâu nữa. Đẹp nha. Bộ này mấy chị nhận đi. Lụa măng gồ chính phẩm luôn. Lấy 65 cho Becky Hà nè. Là bộ đang mặc nha. 65 cho Bích Tuyền nè. Bộ này mặc không mát khỏi trả tiền em. Mà cái áo này mặc riêng được. 45-60kg đổ về vô tư. 50-55kg đẹp luôn. Cái này mình lấy mình lên hồng gâu cho em là được. Măng gồ nè. Phải đẹp lắm luôn á. Trời đẹp luôn chứ vừa gì đẹp chị ơi. Bộ này mặc vô đẹp lắm. Cái ngực của mình nó thoải mái lắm luôn. Để em đo ngực lại chính xác cho nè. Em giấu 9-800 ấy. Tại em bán này hoài. Có sale là em lấy giờ nữa phía sau. Cái vải nó rất đẹp. Nó mát rụi à. Mà nó không có nhăn. Măng gồ mấy chị. Măng gồ xịn nè. Ngực cỡ 99 đổi về ok. Hồng dâu cho Khôi Nguyễn. Rồi lấy hồng dâu thì ghi hồng dâu. Còn lấy 65 á. Cái hoa đỏ nhí này nè. Cái chỗ này nó có bèo nha. Dễ thương lắm. Rồi. Cái quần em đang mặc là quần 3366 mấy chị. Em mặc cái quần đen ở trong người á. Đầu dạng đùi. Quần này mấy chị làm cái quần mặt đầm cũng được. Hoa đỏ cho chị Hằng Huỳnh. Đây nè. Quần 3366 có túi luôn. Mặc cháu quần hay là mặc đầm ok. 40 cho tới là 70kg mặc đồ siêu co giãn luôn. 40.000 một quần, bao giá luôn. 40.000 quần, mặc đầm hay là mặc dấu quần gì cũng được. Lên mã cho em là mã đùi. Em là Diễm Xuân nha. Ok, số điện thoại giống nhau là được. Mà nhớ là Khôi Nguyên là hai người là một. Diễm Xuân còn đơn không? Nói chung là mua Facebook nào là mình gọi Facebook đó hả? Bộ đang mặc cho chị Tiết Kiều. Rồi quần ngố. Quần ngố. Quần ngố là quần 5566, 45.000 quần. Từ 40-70kg. Quần này phối áo thun là đẹp xuất sắc luôn. Ra xếp ngố liền luôn. Ngố 45.000 nha. Mình lấy đùi lấy ngố chốt đi. Một xíu nữa em mặc áo thun phong động với quần ngố. Nhưng mà chị coi rất là đẹp, ra xếp ngố liền luôn. Lên mã cho em là đùi với ngố nha. Đùi là 40, ngố là 45.000. Giá này là rẻ liệu lắm rồi. Đâu có giá nào rẻ nữa. Bao rẻ. Lấy nào chốt đó giùm em nha. Nhớ bấm theo dõi cái trang của em mấy chị nha. Không theo dõi cái không có thấy em đăng. Không có thấy like. Ủa da quang không ta? Đẹp quá. Quần bé là quần rin. Có độ co giãn rất là mềm. Vải rất là mềm luôn. Mà đợt này á là nó có size từ size nhỏ cho tới size bự luôn mấy chị nha. Mà em bán cho mấy chị nhanh gọn lẹ đồng có một giá luôn đi. 80.000 quần. 80.000 quần. À thôi, bán 79 thôi. 79.000 quần luôn. Giá này nếu mà em bán y chang như Tết là 95 đó biết sao. Hàng này nó mắc mà. Lấy hai đùi hai ngố hả? Dạ rồi ok chị Kim Chi.
Chị Chi Nguyễn lấy đùi. Rồi quần bé em nói ký mấy chị chốt nha. Quần bé trai, quần bé trai vải không đẹp khỏi trả tiền em. Em bán 79 ngàn luôn cho nhanh, cho nó nhanh. Size này là size nhỏ nè, size XS. Size XS là dành cho mấy bé mà từ 15 cho tới 17 kg. 15 tới 17 kg là ghi mã quần XS. 15 17 kg nha. Cái cục này nó có một tay, nó có một cục. Không. Có mình đó. Rồi size S là size 18 kg, 18 19 kg là mà size S. 79 luôn đi. Em ôm cho mấy chị là nguyên một lô quần có nhiều em lấy hết mà. Rồi size M là 20 25 kg đổ về mà size M. Size L là 25 28 kg đổ về. Rồi size 1X. Size 1X là 30 kg đổ về. Size 1 là 30 kg đổ về. Chốt quần kèm cái size giùm em nha, từ XS mà cho tới size 1 luôn. Cái này là size nhỏ đó. Size nhỏ đó. Hồng Hạnh lấy ba cái quần đùi. Mạng lắc dữ hả? Lắc chịu thôi chị, cái buổi tối nay nó bị vậy hoài. Quần ngố nè. Trồng cho coi. Đùi là nãy giờ em mặc ở trong người em á, lại mặc đùi. Bay vô cái đứng vậy luôn hả? Em like mỗi ngày luôn mà buổi tối nó hay bị đứng lắm chị. Đợi em xíu nha, em mặc cái quần ngố cho bà coi luôn. Đây, mặc lên ngồi cho chị coi luôn nè. Quần ngố là vậy nè. Đó. Nó siêu co giãn, giãn ghê lắm. Rất là co giãn luôn. Mặc tối với lại áo thun là ra xét ngố luôn á. Đây là cái quần ngố nha. Quần ngố là 45 ngàn, còn đùi thì ngắn hơn, là quần 3 tấc, ngố là 5 tấc á. Quần đùi á là 40. Quần đùi là 40, quần ngố là 45. Giá này bao rẻ. Chị Kim Chi là lấy cái quần size 1 nha. Lấy cái quần size 1. Vậy mà có 8 giờ mấy mà lắc rồi làm sao like? Sao like được? Chị Kim à. Quần này thì Kim. Mấy chị ơi, chấm bài tương tác em cho em thấy có người coi coi. Mạng bất ổn mà mấy chị coi được không vậy? Có gì comment cho em biết nha. Mai Hoàng là hai quần ngố nè. Rồi mình lấy quần ngố à đùi mình chốt em nha. Ngố 45, đùi 40. Chốt đơn là nhân viên sẽ báo cho mấy chị là cái giá chính xác là như vậy. Size 18kg là lấy cái quần size, size S cho Hồng Hạnh. Quần size S. Rồi, quần bé trai size số 5. Size số 5 nha. Size này là 40-45kg. Bé 40. Nhận hàng ưng bụng hết sức. Đồ đẹp lắm. Để em ghim nữa coi. Nhận hàng ưng bụng hết sức nè. Cảm ơn chị Hạnh Phúc nha. Quái người. Cái gì thấy phích bách nhẹ em chưa? Rồi size số 5, 40-45kg. Chốt size 5 giùm em quần số 5. 79 ngàn. 65kg không vừa chạy đồ. Bộ đang mặc là dưới 60kg. 60kg đổ về thôi. Rồi 40-42kg đổ về. Lấy size 4. Rồi số 3. Số 3 là 37-39kg. Lấy số 3. 37-39kg mặc số 3. Số 2 luôn nè. Số 2 là cỡ 35-36kg. Nói chung 35-37kg là mặc số mấy à? Số 2. Số 1 là cỡ 30kg, 30-32kg vẫn ok. Cái form đẹp quá. Số 5 cho chị Kim Chi. Có mấy Kim Chi luôn á. Rồi từ 1 tới 4 giùm em. Từ 1 tới 4. Số 5 hết rồi. Từ 1 tới 4 lên đơn giùm em. Từ 1 tới 4. Mấy chị ơi, chấm tương tác cho em biết là mấy chị đang coi được. Số 4 Phương Thi Lê cho em xin số nha chị. Hết 4 rồi. Cái này có ri à. Bây giờ em like cái cục này. Mẫu đó không được qua mẫu này giùm em nha. Rồi chị Phương Thi Lê cho em xin số nha. 79 ngàn quần à. Mấy chị thấy em kéo không? Đã không? Chị Chi Nguyễn lấy số 2.
số 3 với số 1. Rồi số 5 nè mấy chị ơi, 50kg cũng vừa nữa. Giảng cỡ này 50kg vừa luôn, 45 50kg. Chị tỷ tỷ là lấy số 3 nha. Chị tỷ lấy số 3. Hai ngố hai đùi cho chị Xuân Hương Lê. Nhà em có bánh kẹo nữa nha. Có bánh kẹo nữa. Rồi, cái này cho em mã là chữ đi. Nè, có chữ nè. Chữ số 5 nha, 45 50kg vừa luôn á. Chữ 5, chữ 4. Chữ từ 1 tới 5 giùm em. Cái này 1 ri á mấy chị. Size từ 30 cho tới 50kg á. Rồi chữ từ 1 cho tới 5 giùm em. Size số 1 là lấy cái trước cho chế Hai Ngân nha. Rồi chữ đi cho em xin chữ. Chữ từ 1 tới 5 79 ngàn nha. Bao giá sỉ luôn. Tại hồi đó mấy chị biết không, em lấy em lấy sỉ là 8 mấy ngàn luôn á. Mà giờ mua nhiêu sale đó. Mà giờ mấy chị mua 79 là mấy chị giờ bán lại luôn. Tại mấy cái quần này á, ngoài shop bán trên 150 mà. Có khi mua 200 mấy quần riêng bé đó, 200 mấy. À, chữ 1 cho chế Hai Ngân. Rồi chữ còn từ 2, 3, 4, 5. Chữ 5 cho chị Kim Chi. Em thấy số Phương Thi Lê nè. Chữ còn gì ta? Chữ còn 2, 3, 4. Chữ còn 2, 3, 4 nha. Chữ còn 2, 3, 4. Con em like rồi chị. Em like hết mẫu em tua lại luôn hai lần nữa chị. Em like rồi. Chữ 2 có chưa? Chữ 2 cho chị Nguyễn. Chữ còn 3 với 4 nha chị. Chữ còn 3 với 4. Trời ơi cái vải. Cái vải này nhận hàng mà nói vải không đẹp là em không biết cái vải gì mà nó có thể đẹp được nữa. Mềm. Dò cho mấy coi nè. Mềm. Có giãn, dày, mịn. Trời ơi lưng thun. Chị nào có bé trai mà bây giờ đang tuổi đi ăn đi học nè, đi học nhà trẻ này hay là đi học thêm đi đồ nè, cái quần jean này mặc còn dễ chịu hơn cái quần thun nữa đó. Dày mà mặc xuống lắm, nó mềm ơi mềm luôn. Quần lửng nè, size 4 nè, size 4 nè. À, cỡ 42 45kg mặc vô luôn mấy chị nha. 40kg bụng to ok. Lên mã cho em á là A4 đi, cho em A4. A4 em có số lượng nha. A4. A4 có 3 quần. Chống nhau hết rồi. A4 nha mấy chị. Mã là A4 giùm em nha. A4 lấy hàng. Giá có 79 ngàn hà, tranh thủ mua nha. A4 với A1. A4 với A1. A1 nè. Không bé, bé của mình á. Chế Hai Ngân ơi là lấy A4 một quần nha. Có lấy A1 không chị? Có lấy A1 không? A2 luôn. Cho vô luôn, cho luôn. A4 cho chị Lê Ngà. Này A2 giùm em, này A2. A1, A2 luôn. Chế Hai Ngân là lấy A4 thôi đúng không? A2 luôn nè, nó khỏi lộn đi. Em phân một cục một size vậy cho dễ mua. Đâu nữa ta? Nó hao hao vậy nè. Nó phải có 3 với 4 rồi chứ. Hao vậy. Rồi A1, A4 với lại A2. A1, A4, A2 lấy hàng giùm em nha. A2 cho chị Chi Nguyễn. Rồi A5 luôn giùm em. A5 luôn. Cho em A5 luôn nha. Cái màu này nè. A5 luôn. A3 luôn. A3 luôn. A từ 1 tới 5. 1, 2, 3, 4, 5 luôn. A4 nè. Tại chị hỏi nãy giờ không trả lời. Mấy giờ ơi mẹ nó đứt quãng hay sao em không thấy mấy chị trả lời em. Rồi A1, 2, 3, 4, 5 luôn. 79 ngàn quần của bé trai. Chị Nguyễn My lấy A1. 30kg là số 1 của chị Nguyễn Giang. 30kg là số 1. 32kg là số 1. Nguyễn My lấy A1 trên rồi không. A3 cho Kim Chi. Rồi quần này nó không có A. Nó không có A nữa mà nó sai. Nó 2X. A3 cho chị tỷ tỷ. Quần size 2X nè. 50-55kg. Cho mã quần 2X. 50-55kg quần 2X. Quần 2X. Quần nào 79 ngàn hết. Còn gần. Đẹp chưa? Lung thung nè. Mềm ơi mềm luôn. Bé mặc vô bao hết tơ xuống. Bé nào bụng to quá 47-48kg quốc 2X luôn cho em nha. Quần 2X được 3 quần nè. Quần 2X. A4 hả? 45kg vừa chị. Mạng của bắp hơi nụ giận dễ sợ.
À hai còn, tí tí tẩy là hai nữa là sao? Hai ít kim chi, chị lấy A3 rồi, chị lấy A2 là hai quần hay sao chị? Hai ít Dương Thanh Thảo, Út Miền Tây. Không, bé trai quần lửng à, quần dài em không có lấy đâu, biết sao, quần dài em canh sai không có chuẩn. A5 là 45-50kg, A4 là cỡ 42-45kg. A5 cho Dương Thanh Thảo luôn. Chị tỷ tỷ ơi, chị lấy A2 là chị thêm đúng không chị? A1 Nguyễn Giang, Nguyễn Giang cho em số A1 2345. Bông Tâm hả? Bông Tâm hết. Còn Tâm Chỉ Nha Khoa, Tâm Chỉ Nha Khoa. Hai ít hết rồi chị gái Trung ơi. Để em kiếm rồi bự. Dạ, này là con trai. Đây là quần bé trai đó chị. À rồi lấy A2 cho chị luôn. Để mình A2 cho chị tỷ tỷ nè. A5 cho chị Lâm Điệp. Gái mua quần đùi 35.000 quần, 100.000 ba quần. A5 cho chị Thanh Thanh. Quần đợt này bán 79 là lo hốt nha. Tại dưới giá sỉ luôn á. Cuối năm ta sale em ôm vô luôn. Tại xin rồi. Tại biết sao không? Ai sale nữa trời. Bây giờ ta còn chưa sản xuất nữa, mấy chị ta nghỉ rồi á. Vô đầu năm không cho ta sản xuất, rồi qua tháng 2 luôn mới có hàng, mà đâu có hàng sale hàng nghiêm không mà. Ta lách ngựa có chị. Nè, đồ tặng cục xà bông nữa nha. Đồ tặng cục xà bông thơm nè. Lâm Điệp không có 2X, có A5 rồi chị. Bích Lý Huỳnh lấy A5. Thanh Thanh A5 có rồi không? Cẩm khô con họng luôn. 45.000 lăn nách ngựa. Ủa 49.000 lộn, 49.000 nha. Chai 100ml có tặng cục xà bông thơm. Lăn nách ngựa là trai gái xài được hết, nó không có chú cồn nha. Xài này nó ngăn mùi hôi, tiết mùi hôi á. Ngăn tiết mùi hôi nè, khử mùi nè, thơm lắm luôn á. Nguyễn Giang ghi số điện thoại nha, không có số đâu có lấy hàng được. Rồi 60kg luôn, 55-60kg. Chốt cho em quần 3X. Ai mà 50kg mà bụng to quá thì quất 3X luôn nha. Rồi cho em quần 3X. Quần 3X 79.000. Ở 3X được 2 quần. Lấy lăn nách ngựa cho chị nè, bỏ vô 49.000. Serum vi tạo biển có chị 85.000. Tô lưng em nè, nó bị che rồi. Quần 3X cho Út Miền Tây, thấy số Nguyễn Giang, muốn thêm hàng nha mấy chị. Mấy chị mới có món, mấy chị lựa thêm giùm em cho đủ đơn nha. Mấy dễ chốt đơn nè, trời nhận hàng coi sao, trời nhỏ bán đồ qua được không rồi mua nữa nha. Quần 3X cho chị Siêu Võ mấy quần em. 3X cho chị Kim Chi. Còn cái đó chị chế hai ngân nha. Nhà em còn có 6X nữa nè. 65kg. Ghi 6X mẹ em đi. Cao thì sao, 70kg nè. Em đây rồi thử. Cao 70kg luôn. 76, 86, 88 luôn nè. 65, 70kg luôn, 6X. Ghi là quần 6X. 6X 3 cái mẹ. Chứ xe nhỏ cái nùi nè. Bắt xe lớn bán. Cái hồi xe nhỏ ế nha. Lăn ngựa chị Lê Ngà 49.000 rồi chị ơi. Sắp thơm không có hoa nhài nha. Sắp thơm giờ bán sắp thơm chút ba chút. Sắp thơm Mỹ chưa có hàng chị. Sắp thơm nội địa Thái nè. Trời ơi, chị xài này đi rồi chị sẽ cảm nhận cho em. Kim Chi ơi, bây giờ làm chốt 6X cái là không có hàng đâu chị ơi. 6X chế hai ngân nè, tên bình luận trước nè, Hạnh Phúc nè. Với lại chị Đỗ Hồng nè. Chị nhận đầm rồi, đẹp lắm. Rồi em bắt đầu em đổi nè. Bây giờ có người khen là em phải đổi liền nè. Chị nhận đầm rồi, đẹp lắm. Chị Phẩm Mỹ nè, chị mới comment nè. Đó, phải ghim nữa nè. Để ta biết mình bán đồ đẹp á. Bây giờ là cục sắp thơm nè, mấy chị soi cái mặt em đi. Nè, cũng bự bằng cái mặt em phải không? Giá là 55.000 cục, xài mấy tháng trời. Em có vị dưa gan thơm lắm. Em khui thử với mấy chị nè. Dưa gan, táo, xoài, nho, 4 mùi. 55.000 bao giá sỉ luôn á, chứ hàng này mắc muốn chết luôn nè. Có tem chống hàng giả về chắc vô tư cho em. Sáp thơm hàng nội địa mà chúp ba chúp là cái hiệu là kẹo mút á, hàng mới về á. Nhân viên em hỏi, ủa chị bán kẹo mút hả? Nhỏ con em cũng hỏi vậy á, mà đâu có phải đâu, nó là sáp thơm đó. Xin vào Dubai thì em chưa có hàng chị ơi, em chưa có hàng. Rồi em like tiếp cái size khác nè. Cái mã A á là em còn từ 1 tới 5 luôn á. Size 5 của mình là 50kg.
hết rồi chị, nói chung đồng giá 79.000 nào cũng vậy. Quần bé trai bán là mềm, co giãn, hàng cao cấp. Hàng này là hàng chuẩn cho mấy cái shop mà nó bán mấy trăm ngàn quần đó mấy chị. Nè, rồi lên mã cho em là xanh size 1 nha. 30-32kg nè, bé bụng to, 27-28kg được luôn. Rồi xanh số 1. Xanh số 1 lấy hàng giùm em nha. Mấy bé mà cỡ 28-29, 30-32kg là mặc xanh 1 hết giùm em. Xanh số 1. Xanh 1 nha. Rồi xanh 4. Xanh 1, xanh 4, xanh 4 là 45kg đổ về. Xanh 4 là 45kg đổ về. Xanh 1, xanh 4. Xanh 1 cho Nguyễn Giang. Xanh 2. Ủa gì tình lắm cái này luôn không vậy? Hai chai xịt chuột cho chị Úc Hương. Xanh 1 cho chế Hai Ngân. Xịt chuột của Thái đó. Chai anh gọn. Xịt mũi cũng có, xịt mũi, xịt dán, xịt kiến cũng có luôn. Nhăn mũi luôn. Rồi mình quên bán cái gì rồi nè. Dịp cái ok á. Ok 50.000 á. Có phải không? Đó, mình quên bán cái đó đó. Cái ok còn 2 thùng, 2 bữa thùng dưới á. Còn xịt thơm phòng chưa có nè. Thải mẫu hoa cốt chốt thương. Xanh 4 cho chị Phương Thi Lê. Bạn đúng hả? Rồi em rầu quá chị ơi. Thì sao em bán hàng đây? Hồi trưa làm khóc như một dòng sông rồi chị. Hồi trưa bán nó ế, rồi cũng khóc tiếng Pháp, tiếng Miên luôn á. Rồi cái quần xanh nữa nè. Xanh này là size 2 nè chị. Size 2 là 35kg đổ về nha. Bé của mình mang cỡ 32-35kg là mình lấy size số 2 cho bé, mềm dạng. Đã lắm. Số 4 cho chị Lâm Điệp. Trà giảm cân màu đỏ là 140kg á. Nó có 40 gói túi lọc ở trong. Chị uống trong 40 ngày luôn. Chị sẽ uống trước khi ngủ. Rồi cho mã xanh 2 luôn. Xanh 2 35kg đổ về. Hàng này mình phải mua không? L. L. Để em coi size L nó có lớn. Xanh 2 cho chị Kim Chi. Nhăn mũi hả chị? Dạ rồi. Đây nè. Một cái sản phẩm em nói mà. Em chà sàn luôn mấy chị. Tết là em chà sàn bằng bà này nè. Em chà bếp, xịt bếp, lau kiến nè, lau kính nè. Rồi chà sàn luôn. Tôi nói cái mùi nó rất là chịu cho chịu mẹ. Mùi dạng bạc hà đó. Cái này là cái chai xịt lau bếp đa năng ok. Cái chai này là nhập khẩu từ Thái Lan. Một chai là nửa lít nha. Xịt lên vết bẩn để 2 phút rồi lau với khăn ướt hoặc là hòa vào nước rồi lau bằng khăn nè. Cái này mà cái chỗ nào mảng bám mà nó dính nhiều quá mình lau cái sạch liền luôn. Này dạng xịt nè. Em á, em xịt xuống sàn á mấy chị, em chà sàn rồi em lau, lau sạch sẽ luôn. Giá của mình là 50.000 chai nha. Xịt bếp nè, xịt đồ nè, nói chung là trong cái góc bếp nhà mình là cái này giải quyết hết luôn. Mấy cái chỗ mà ngay bồn nước mà nó dơ dơ, mình xịt lên cái mình chà sạch liền luôn, kinh kít luôn á. Ok là thương hiệu nổi tiếng của Thái nè. Đậm đặc nha mấy chị nha, mùi thơm dễ chịu. Mà em thấy xài không có bị hư da tay luôn á. Nhưng mà mình kỹ đi, mình mang bao tay cao su vô. Mang cái bao tay em bán cho mấy chị á. Lúc mình làm lại mang bao tay thôi cho nó sạch, cho nó cái tay nè không bị nè, cái tay da mỏng chết luôn nè, không có hư tay. 50.000 chai cho mã xịt bếp nha. Tới đây bán cái chai này nhiều nhất luôn. Serum vi tạo biển xài với kem 4K được. Serum vi tạo biển xài với kem gì cũng được hết. Tất cả mọi loại kem luôn. Lấy hai bịch giảm cân đỏ cho chị Hoa Kiều. Chi Nguyễn xanh 2 rồi không? Chi Nguyễn xanh 2 chưa? Mới lấy cho Kim Chi à. Chi Nguyễn xanh 2 ok chị. Tôi lấy thêm hai bộ lưỡng L không có sai chị. Rồi size L. Cái quần size L cũng 35kg đổ về luôn á trời. Chị nào lấy cho nó khác khác xíu ghi quần L nha. L size 2 là cũng phong. Nhăn mũi. Để em đưa cho chị Hồng Khiếm coi cái hộp nhăn mũi. Mua xịt bếp đi, Tết là mấy chị mua đó xài mấy chị thấy xuống quá trời không. Xịt bếp chị Thu Hà, chị Thiên Nga Ngô, chị Hạnh Hồng. Xài hàng nha em chỉ có ghiền thôi. Cái nhăn mũi này á là cái loại ít khói. Cho nên mình đốt lên á, nó không có cay mắt. Cái vụ mà đốt lên, ví dụ như mình đốt nhang mình thắp hương á mấy chị, khói nhiều á nó cay mắt chứ mệt người lắm, mình khó chịu lắm, ắt xì rồi kia. Ai mà đang ho ho dữ nữa mà đây. Nhăn mũi này nó ít khói nha. Nó tỏa nhưng mà cái kiểu mà khói nó từ từ ít giống như nhân do vậy đó. Cho nên á là nó sẽ diệt mũi cho mấy chị nè. Mà cái mùi này là lavender nó dễ chịu lắm. Một hộp vậy nó có 5 khoanh. Một khoanh đốt lâu lắm nha. Nè, 15.000. Một hộp có 5 khoanh có cái đồ đốt luôn nè. Giá của mình là 15.000 nha. Cho mã nhăn mũi đi.
vô mùa rồi mấy chị, mùa này mũi dữ lắm, mũi mập không á. Gọi là mũi mập. Ở nhà em cũng có mũi nữa nè. Trời tối ngủ phòng mới lạnh, mấy chị nó ve ve nữa. Giảm cân đỏ 140 nha chị. Hồng Lê chị chưa anh không? Chưa. Chị Hồng Lê lấy xịt bếp nè. Nhan mũi 15.000 á, chị mua hộp chị xài thử đi chị. Xài thử coi sao rồi chị thấy ok chị mua nữa. Rồi em có cái quần size L, chị nào lấy luôn không? Quần size L. Em có quần size 4X nè. Hồi nãy em bán 5X, 6X với 3X, giờ em có 4X nè. Size 4X là dành cho nam của mình. Nam của mình 60kg đổ giờ luôn. 55-60kg luôn. Lên nãy cho em quần số 4 nha, thoải mái lắm. Chị Huyền Yến Nguyễn lấy 2 nhân mũi. Rồi quần số 4 luôn. Quần số 5, 60-65kg mà số 5 luôn. Quần số 4, quần số 5. Ê lộn lộn. Con đâu ba, số 4. Chị Hạnh Hồng lấy nhan mũi nè. Ủa mua là trần quần gì? Quần số 4. Quần số 4. Chị Hồng Lê lấy quần đùi hả? 40.000 hay sao chị? Cái gì báo lại em nha. Gì vậy? Mũi hả? Đốt nhan mũi luôn. Đang lại đốt nhan mũi. Đây giúp cái chưa có hàng. Đầu năm chưa có hàng chị. Hàng đó hàng nhập, hàng của Nhật đó. Đẹp cái cũng hiệu quả. Rồi chốt cho em quần 4X với quần 5X. Quần 4 cho Hồng Lê. Rồi quần 4X, quần 5X. Xe đại đó là 79.000. Về mấy chị bỏ sỉ luôn. Nhan mũi cho chị Nga Nguyễn nè. Lớn nhất hả? Lấy hai quần số 5 cho chị Trần Thị Nga nha. Mạng nhiêu ký vậy chị? Hai mẫu giống giống nhau hả? Mà giống nhau được không chị? Giống nhau được. 16 cân có chị. Quần 5 chốt miền Tây. Quần 5 hết nha. Lấy hai cái quần cho chị ấy là hết rồi. 16 cân xíu đưa cho coi. Rồi lên mã cho em là cào số 5. Cào số 5 nha. Số 5 này là cỡ 50-55kg, 60kg vừa luôn. 80kg không có vừa bỏ ra. 80kg sao vừa chị, này quần em bé mà. Em bé gì 80kg dữ vậy. Bé đó là bé ngoại cỡ rồi, không có hàng chị. Cái quần em đang cầm là quần số 5 này. Em đo eo là 72, nó ra được 86 luôn nè. Cho nên em độ size này 60kg đổ về thoải mái luôn. Rồi lên mã cho em là cào số 5. Phải mềm. Không vừa chị ơi, quần số 5 không vừa đâu. Cào 5 nha, cho em xin mã cào đi. Cho nó khỏi có lộn. Cào số 5. Chị Kim Chi lấy cào 5 nè. Chị 16kg là mặt size XS á. XS còn. Quần XS có cầu á. XS. Thôi chị lên cái khác cho. XS nè. Nó số 1. 130kg. Để đếm lên size nhỏ cho chị. Cào 5 cho chị gái Trung. Trời, quần nhà em là mấy chị yên tâm. Tết là em bán cái quần này 95.000. Cào 5 chị Nguyễn Hương. Mấy cái. Cái nữa hả chị? Cào 5 còn cái nữa. Cào 5 còn cái nữa nha. Mình lấy mình lên mã giùm em đi. Cho chị xem cái quần size nhỏ nhất á. Để gì đợi xíu mình sạc pin điện thoại. Để không tắt nguồn chưa. Cào 5 còn quần nữa không? Cào 5 cho chị Nguyễn Hương nè. Mấy chị ơi, mấy chị không hả? Nguyễn Hương chưa mà. Có rồi hả? Nguyễn Hương có rồi nha, lấy cào 5 cho chị Hồng Lê. Chị luôn hết ta. Nhiều khi em quên đó chị. Mấy chị lấy 4X chứ 5X đó. Quần size 4 với quần size 5 nè. To lên tay rồi nha chị. Quần size 4 với quần size 5 nè chị. Quần size 5 là 65, cao là 70kg luôn nè. Còn quần số 4 là 55-60kg. Còn quần số 5 là 65-70kg luôn á. Nói chung là dễ mặc lắm. Rồi cái size XS nè. Mấy bé mà có 15-17kg là mặc size XS nè chị. Mình lấy mình lên mã XS giùm em nha. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Phải mềm, em bán đồng giá 79.000. Size nhỏ cho bé đó. Quần size S là cỡ 18-19kg đổ về. 20kg đổ về á. Còn 25kg đổ về mà size M. Rồi 28kg đổ về mà size L. Còn size của số 1 là từ 29 cho tới 32kg mà size 1. Rồi XS, SML với lại XL. 79.000. Cái nào 79.
Ôi mấy cái quần size nhỏ cái kiểu dễ thương lắm. Mấy bé nhỏ nhỏ mặc dễ thương. Số 5 lấy một cái chị Hạnh Phúc. Cái đó là chị không có chơi được, đẹp lắm chị. Em thấy cái này chắc quần gái quá chị ơi. Có sen quần gái không? Lấy hai quần 16 cân rồi, lấy một cái XS đó. Kiếm thêm cái XS nữa. Không. Lấy cái XS khác quần khác màu chị. Dạ có cho chị Loan Phạm, chị lấy mấy hộp chị ơi. Chị Kim Chi lấy size L. Ba chi cam là 125.000 hộp. Rồi em lấy cho chị hai quần hai mẫu cho chị Huyền Tâm. Em nghi quần này gái. Kẹo Bà Hà cho chị Hồng Lê. Đồ này kẹo Bà Hà 48.000 nha chị. 5X còn chị. 5X còn không? 5X còn nha chị Vương Phạm. Nè quần gái nè. Người ta xen quần gái vô chị em nè. Quần gái bữa em lấy sỉ á, người ta bán 95.000 quần. Bây giờ mấy chị mua 79.000 quần. Trời ơi. Mềm. Chị Loan Phạm lấy hai hộp ba chi. Ghi cho ba chi vô. 15. Quần này là bé của mình là 13-15kg nè. Lên mã cho em là quần 15kg. 79.000. Lấy 4 cái thôi chị. Còn mấy cái nè. Chị lấy cho bao nhiêu ký vậy chị? Chị Phúc Phạm. Lấy bao nhiêu ký để em độn lấy nha. Quần 5 cào còn. Cái có nào số 5 á? Nào số 5 á? Còn nào số 5 á? Chị lấy bao nhiêu ký vậy chị? Chị báo để em lấy cho. Tại mình lấy khác màu á. Một nhăn mũi cho chị Thiên Nga Ngô. Quần 15 ký cho chị Lê Ngà. Rồi quần... Quần này là 16-17kg á. Cho em mã quần 17kg. 16-17kg. Rồi đợi xíu bán quần này xong rồi nè. 17-18kg là lấy quần quần số 17 giùm em. Chị Vân Phạm ơi, chả lấy cho bao nhiêu ký vậy chị? 18-20kg số 18. 67kg hả? Vừa không trời. 13-14kg cho em số 13. Rồi 11-12kg cho em số 11. Quần sọt 35.000 của nữ còn. 12-13kg cho em số 12. Quần bé size nhỏ ta. Quần số 17 chị Đỗ Lệ. Rồi quần số 14-14-15kg. 67kg rồi. Em đưa cho chị hai cái số 5 đi. Số 18 chị Kim Chi. Để chị so hai quần bằng nhau. Đó nó không bằng. Dạ chị lấy được cái quần 5X thôi chị. Quần này nhỏ hơn. Nè chị lấy được cái này thôi chị. Lấy được một cái quần 5X thôi nha. Quần 5X nè. 70kg cũng lọt nữa chứ. 65-70kg. Lấy một quần nha chị Vân Phạm ơi. Dầu. À cao chưa pha bằng chân hả? Rồi em lấy cho chị rồi. Cao pha bằng chân là 35.000 hũ, 100.000 ba hũ. Mới về luôn á. Cao pha bằng chân. Mua ủ tóc đi mấy chị. Ủ tóc nè. Ủ khăn ướt nè. Này không quảng cáo tiếp. Tại vì sao? Xài nó rất là ok, rất là hiệu quả luôn. Cái này là khăn ướt của Hàn Quốc nè, một hộp là 100 tờ, không có chứa cồn, không có mùi luôn. Bé sơ sinh, bé nào cũng xài được, không kích ứng da dai mà siêu nhạo cảm. Cái này cũng không cũng ok luôn. Nhập khẩu từ Hàn Quốc. Giá là 29.000 một hộp. Một hộp vậy là 100 tờ, hàng này em bao xịn luôn. Em bán cho mấy chị mà thấy cái loại này là xịn nhất luôn á. Đổ lệ cho em địa chỉ luôn. Chị bị nhăn ra lúc em live stream tới giờ luôn hả? Kỳ vậy. Ôi đèn ngủ còn cái nào không? Đèn ngủ có bị bơm cái nào không? Không à. Cao 20 là 10. Mình cao lắm à. Nói gì? Hai người đang nói gì? Ngồi phải không? Ê em xuống em độ đi chứ để em ngồi đau lưng á. Em ngồi rồi em canh luôn. Quần 5X còn cái nào không? Coi coi đi em đấy. Chờ lấy lên nãy cho em là khăn ướt nha. Khăn ướt mua đi. Khăn này mấy chị mua của em là mấy chị biết là mấy chị xài rất là nhiều loại nhưng mà xài này ok giúp không? Nhà em lấy giờ chủ yếu là xài luôn á, bán nói chung là bán số lượng cũng nhiều nhưng mà xài dữ lắm. Xài khăn ướt này không à. Lấy khăn hai hộp khăn ướt cho chị Lê Ngà. Mạng đứng hả chị?
quần 5 ít em hết rồi, em còn quần 4 ít. Còn quần 4 ít. Không, cái đó là số 5 thôi, nó nhỏ lắm. Cái này nó mới bự. Mấy chị mua quần đùi, quần ngố mà, ba ba 66 với 5566 báo em nghe mới về. Mấy chị mua cái quần số 4 đi. Nè. Quần này là 60, 65kg vừa. Quần số 4 nè. 55kg có bụng là cũng chốt được luôn. Quần này là quần số 4, 4 mít á. Còn hai quần là 79 ngàn quần. Còn 55kg nè. Đứng mua không được, anh tức quá trời được. Cái quần này lại khác, cái quần này form nó nhỏ hơn, quần này 45-50kg à. Quần này 45-50kg, mã của em á là nhạc số 5, 45-50kg thôi. Sáu hũ cao chân hả? Ok, công chúa nhỏ nè. 4 mít lấy 2 cái cho xuyên vỏ, lấy 2 cái đó luôn nha. Chị Vương Phạm ơi, nó còn đúng có 1 cái size 67kg cho chị rồi, em lấy được có 1 cái quần rồi chị. Được 1 cái. Em lấy được 1 cái nha. Rồi, cái quần này là 45-50kg nè, cho em mã nhạc số 5. Cái size nó nhỏ nha. Nhạc số 5, nó còn bự lắm ta. Cái lô này người ta sale cho em đủ thứ size trọng hết á. Đủ thứ size trọng hết. Ủa, biên dương nó có lôi ra được quần thể thao không? Chưa nó lôi ra mà. Không có lôi ra. Đợi em xíu nha, em coi con còn size bự cho chị không. Cái đa số là size nhỏ nhỏ. Tia xét đồ nha. Em thấy có số 3 nè, em lên luôn. Đi chớp. Nè, một lóc. Từ 1 tới 5, có nghĩa là size từ 30 cho tới là 50kg. Tia chớp nè. Đây, cái này mấy chị ghi mã cho em nha. Số 1 là từ 29 tới 32kg, 35kg đổ về là số 2. Số 3 là cỡ 37-38kg đổ về. Số 4 là cỡ 40-45kg. Còn số 5 là 45-50kg nha. Cái quần này cho mã giùm em là xanh từ 1 cho tới 5. Mỹ Hằng 47kg nha em hả? Được mà, được. Rồi lên mã cho em là xanh đi, từ 1 tới 5. Hình tia chớp đó. Hình tia chớp. Xanh từ 1 tới 5. Quần có 79 ngàn hả mấy chị? 79 ngàn hả? Còn cái size đại hồi nãy mấy ít á, cho có mấy cục. Cho có mấy cục. Mấy chị ơi đang coi Thả Lan Thả Tim chấm tương tác cho em cái đi. Cho tới giờ này mấy chị cứ nói coi cũng được, cái em rầu ghê. Rồi cái mẫu này mấy chị cho em mã chữ. Nó có chữ ngay đây nè. Cho em mã chữ. Tăng chiều cao không có chị ơi. Không có. Chữ từ 1 tới 5 luôn. Xanh 5 cho chị Lâm Điệp. Tôi ghi giá cái này chị. Chưa ghi. Rồi cho em xanh 5. Ở xanh 5 hết. Còn xanh từ 1 tới 4. Không có nha chị Cao Quốc Yến. Không có chị. Rồi cho em mã chữ từ 1 tới 5. Em bán sắp phụ khoa mà hết hàng rồi. Giờ chưa có hàng lại. Ê, đưa cho chị cái rổ coi đâu ra cái vậy. Cái rổ kìa. Không phải. Cái xà lá, cái xà lá. Ừ, cái vỏ đó. Xay hả? Rồi, được coi. Chữ 1 cho chị Nguyễn Giang. Cái này em kêu cái rổ. Cái này là cái mình kêu là gì quên à? Cái vỏ. Cái vỏ 20 ngàn nè. Vỏ đựng đồ lắm chị. Cho lấy chốt cái vỏ cho em nha. Cái vỏ này, vỏ lưới nè. Rồi cái vỏ này Tết không có hàng bán luôn, bị bơm về nha. Chị Nguyễn Hương lấy chữ 5 nè. Tia chớp 4 cho chị Ngân Kim. Được không, được không? Cái vỏ 20 ngàn nha, cái vỏ có 20 ngàn à. À bây giờ là cái gì nữa nè. Xay vòng vòng hả? Giả sắp thơm nè chị. Sắp thơm
thơm này mấy chị nhớ nha. Sáp thơm là nó có là mùi dâu nè, mùi táo với mùi nho với mùi dưa gan. Thì em lấy ngẫu nhiên là hồi trưa là em lấy dưa gan nè. Xong rồi cái bây giờ là mấy chị cái nguyên phải không? Mấy chị xé cho nó dòng vậy thôi. Để lại dưới cho mấy chị xé trắng xác thì nó mất thẩm mỹ nha. Nó thơm dữ lắm. Cái vỏ chốt cho chị hạnh hồng. Có một cái nè chị ơi, cái đó là bị bơm hàng á. 20. Nó không có hàng. À, chị khoan có chị sao nè. Chị lên nhà lấy cái vỏ màu xanh đen nha chị. Nè, có hai cái lận. Lên nhà lấy cái xanh đen nha. Chữ 5 còn không? Còn 1, 2, 3, 4 mà chị. À, vỏ bị bơm á, chứ không có hàng. Sáp thơm chupa chup siêu to, siêu bự. Giá của em là 55.000. Cái hàng này mấy chị xài nó thơm dữ dội luôn. Nè, mình để họ hỏi vậy được rồi. Nó thơm mà nó cái mùi như kẹo vậy, nó ngọt. Thơm ngọt, mình vô phòng mình cảm thấy cảm giác rất là dễ chịu luôn. Tối nay chắc đem lên mấy cục bỏ vô phòng. Thơm lắm, mình bỏ vô xe hơi, bỏ vô toilet, bỏ vô tủ đựng quần áo trong phòng nè. Phòng đọc sách hay là cái phòng nào cũng được. Nói chung là cái phòng là bỏ vô là nó thơm ngọt ngào, nó dễ chịu. Ai mà khó chịu, ngửi cái mùi này cũng dễ chịu. Nhìn ta. Bình nước em còn 3 bình nha. Bình nước là em còn 3 bình. Gạo lứt rong biển. Tư vấn ba chi hả? Rồi ba chi tư vấn không biết bao nhiêu lần á bà. Mấy chị nào mà có mỡ bụng á, không có mập mà có mỡ bụng thì em khuyên nên uống trà thể mỡ. Tại vì cái đó là nó nhanh lắm. Tại vì mình đâu có cần giảm ký đâu, mình chỉ cần giảm mỡ bụng thôi thì mình uống trà thể mỡ. Còn chị nào mà muốn giảm toàn thân giảm ký á thì mình uống ba chi. Ba chi thì nó kiêng rất là nhiều người, không có phải là ai muốn uống là uống đâu. Chữ 5 không có chị. Chữ 5 không có quần sọt hả? Để lấy cho chị mấy cái trên cao vậy sao lấy. Trời ơi, cái quần 35.000 á. Coi phía bên đây con, gần nó. Ừ, cái đống đó đó. Em bé cao vậy, lấy cho cái quần mà màu đục đục á là quần đó đó. Phải không? Không phải. Vậy đó, trên cao này nè, đó. Ngang vàng đó luôn á. Ừ, màu xanh luôn, xanh tím luôn. Cái bao ở trên vàng cao đó là quần sọt hết á. Gạo lứt trong biển là 30.000. Lấy được không? Không được thôi chứ đang like rất hàng mệt lắm. Xanh chữ 4 cho chị Ngân Kim, 2 sáp thơm cho chị Nguyên Nguyễn. Gạo lứt trong biển cho chị Xuyên Võ. Gạo lứt là 30.000 nha. Gạo lứt có 30 à. Khui ra, mở nắp khui ra, em có tặng cái nắp đậy cho mấy chị nữa. Mấy chị lấy muỗng múc ăn. Nó giòn, nó thơm, gia vị nó vừa ăn rất là ngon, ăn chay được. Nè, ăn kiêng á, ăn sợ mập á, ăn này nè, ai bị tiểu đường ăn này tốt lắm. Nè, này không có hình để đăng cho nên không có đăng. Muối như ý nè, trời ơi. Cháu em nó ngồi nó ăn không hết nữa, hủ mẹ nó lấy cất luôn á chị. Ăn nó bị kích, nó ngon quá đó, ăn không. Muối như ý là 89.000 hủ, là nửa 400g. Có 400g. Hôm qua nhận 3 cái quần sọt mua thêm hả chị? Để em suy nghĩ cái lần sau lấy được nha. Chứ em sợ nó rớt xuống. Tại chất hàng như cái núi vậy đó. Để em đưa cho mấy chị mấy cái sản phẩm đồ ăn. Mấy chị mua giùm em cái. Rong biển mè tỏi. Rong biển sấy mè tỏi 42.000 hũ. 42.000 hũ. Chị lấy xe 5 không à. Chị lấy xe 5. Rong biển nấu canh. Rong biển nấu canh 39.000. Rong biển nấu canh Hàn Quốc. Kẹo dẻo trái cây. Kẹo dẻo trái cây, kẹo ú nè. Kẹo dẻo trái cây của Hàn Quốc là 50.000. Ô mai thập cẩm. Ô mai là có cherry Việt Quốc mận đào trong đây là 40.000. Rồi gì nữa ta? Thạch rau câu. Nè em đăng bài là có hết nè. Cái nào mình đăng bài là có hàng mới đăng. Thạch rau câu gói 770g là 52.000. Cái này ăn mát lắm mấy chị, ăn rất là mát luôn. Còn kẹo thì bữa nay là có hai loại, kẹo uống kẹo dẻo trái cây rồi. Kẹo chanh muối là 18.000. Kẹo bạc hà trong đây có 100 cục kẹo là 48.000. Chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan 39.000 gói 400g về, nó có hướng dẫn mình nấu luôn. Bánh quy phô mai 45.000, ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn.
Rồi, bột gạo lứt huyết rồng 49.000 hũ nửa ký. Cái này á, mấy chị uống hai bữa ăn được luôn. Chị Lê Phương nếu mai thập cẩm. Rồi mình có mua cái món đồ ăn nào thì mình báo em nha. Mấy cái món này ăn rất là tốt luôn. Để em coi quần này có số 5 không. Chấm mày cho em biết là có người đang coi livestream coi trời. Cái này tùm lum. Con bé đang like nè. Có chạy qua tốt rồi đâu có bán hàng nữa đâu. Rồi quần bé ghi giùm em là quần số 3, số 4, số 3, số 4, số 5, số 2, quần từ 2 tới 5, ở quần từ 1 tới 5, quần bé từ 1 tới 5 lấy hàng giùm em. Rồi để em coi lấy cái quần 35.000. Quần này bé gái mặc được nha. Quần này bé gái hay là mấy chị mà nhỏ nhỏ mặc được. Chị Lâm Đẹp lấy cái số 5. Trời ơi, hỏi em mấy quần có biết đâu. Tôi nhớ được. Bộ mặc 65kg không vừa chị. Dưới 60kg. Ngực 98-99. 51kg. Trời ơi, 51kg là số 5. Số 5 đâu ra. Để tôi coi còn số 5 không. Cái làm sao cái tổng xe nhỏ không xỉu không? Không, còn đâu còn số 5 nữa hả? Không, còn xe nhỏ nè. Cậu mới có 9:08. Đây, cái quần này của em á là quần chất kaki lụa. Hàng của mình là hàng công ty xuất khẩu đi nước ngoài. 35.000 quần, 100.000 ba quần. Bộ đang mặc là từ 45 tới 57-58, cao 65-60kg nha, ngực 99 đổ về. Quần này mấy chị thấy cái vải của nó rất là mềm, kaki lụa, có túi, chữ là chữ thêu, từ 35kg, từ 35kg nhân gái mặc được luôn, cho tới 53kg đổ về. Ai cao 55kg luôn, đẹp xuất sắc luôn. Vậy đó hả, cái nào nhận hàng mà có bị gì, nhắn tin chụp qua gửi qua tin nhắn. Lấy bộ đang mặc cho Huân Phạm Thị Thu 65.000. Rồi quần 35.000 lên mẫu quần xám cho em. Dưới 55kg nha. Trời ơi, hàng này em lấy cho con gái em mặc đó mà em mặc cũng vừa nữa, quần đẹp lắm. Rồi, quần này lên mã cho em quần xám. Quần xanh 35.000 quần, 100.000 ba quần. Giá này khỏi suy nghĩ, hàng công ty đẹp. Mai đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn. Mấy chị nói ồ nhỏ bán quần 35.000 không dám mua. Mấy chị mua thử đi. Chị Hạnh Phúc chị mua rồi chị hỏi nữa đó. Nè, dưới 55kg là vừa. Quần xanh, chữ nó thêu đàng hoàng, đẹp mê luôn. Mặc mát lắm, cái quần này phải nói là mặc siêu mát luôn. Rồi chốt cho em mã là quần xanh nha. Để mặc thử cho coi. Quần xanh, quần xám. Quần xanh, quần xám lấy hàng. Em đang mặc là cái quần. Cái quần em đang mặc là quần 3366. Quần 3366, quần đùi 40.000 nha. Quần đùi có túi luôn nè. Trời ơi, chỉ dính tay lè. Em mặc quần xanh cho coi. Đây, có túi luôn, 35.000 quần, 100.000 ba quần. Quần còn rộng thoải mái nè. 55kg đổ về vẫn ok. Lên cho em mã quần xanh, quần xám đi. Cháo 35.000 quần. Hết nha. Mặc này được không? Lấy quần xám cho mặt này. Nó giỡn thôi. Để em coi kiếm cáo rồi bán thôi. Áo này đi. Mặc chi cáo. Đây có cáo này đẹp không. Ê bà Hạnh Phúc hỏi quần có lấy quần không vợ. Mặc vừa chốt nha. Em lên cái áo này mấy chị nên mua nha. Tại vì mua có này có kia nè. Cái áo nón này chất rất là đẹp. Áo này thì trai gái gì mặc cũng được hết trơn á. Nè, nhưng mà form nó hơi ngắn, mua cho bé. Còn người lớn mình là 60kg đổ về vừa nha. 59.000 áo. Hàng Quảng Châu.
59.000 áo hàng Quảng Châu. Cái áo này đẹp lắm, trồng thử cho coi form nè. 40-60kg luôn, 40-60kg nha. Cái mặc áo xanh này cũng hợp nè, đồng nguyên set luôn. Áo 59, áo 59 quần 35, cái quần mềm và có độ co giãn nhẹ nha. Chị nào lấy lên mã cho em là áo trắng, quần là quần xanh, 59.000. Lấy hai quần cho chị hạnh phúc luôn. Sơ mi nam hả, người ta không có sale. Lấy hai quần đó. Sơ mi nam người ta không có sale, chưa có hàng nha, chưa có hàng bán nè. Rồi áo trắng 59.000 hàng Quảng Châu, siêu phẩm luôn, đẹp lắm mấy chị. Áo Quảng Châu 59.000. Chị Lâm đẹp lấy hai quần xanh xám luôn. Trời ơi, quần đẹp gì mà không mua. Ở phố cái áo tưởng nó mặc nguyên bộ không trời. Tưởng nó đang mặc nguyên bộ. Này mà con em thấy là kêu lấy hết. Ủa em đang mặc nè chị, đang mặc lùi 35.000 nè bà. Rồi cái áo này phía sau có điểm nhấn hàng Quảng Châu nha. Lô này tranh thủ chốt nè, 60-63kg đổ lại. Đỏ 59, cho bà đỏ 59. Ba cái quần xanh cho chị Gia Tuân. Xanh đó, để chị lấy nha. Cái mày sợ quá. Không, chị biết, chị chắc nha. Em coi phải có chữ Miu Miu không? Có chữ Miu Miu nè. Còn gì khác thì còn nhiêu bán bao nhiêu, còn nhiêu bán bao nhiêu. Mấy giờ ơi, mua quần mua áo hồi em đi chứ. Áo trắng đang mặc cho chị Linh Lý. Chị Diệu Hiền Phan ơi, chị lấy cái quần màu gì vậy? Chị lấy cái quần màu gì vậy chị? Chốt cho em cái áo đỏ nữa ơi. Thôi đưa cái quần xám gì mặc đi, mặc xám chút xanh luôn à. Em mặc cái quần xám với cái áo áo 59 quần 35. Quần xanh còn. Quần xanh còn cái. Chị lấy quần xanh cho Diệu Hiền Phan. Chốt xám giùm em ơi chị, xám là xám đậm mà. Rồi áo form rộng rồi, áo này mặc không thấy cái quần nữa, không có mặc được. Áo 59 nha. Áo đỏ đẹp mấy chị. Cái này lên mã cho em nha. Cái này là 70kg, từ 45 tới 70kg cho mã áo vàng, 59.000. Khác hả trời. Áo vàng. Còn quần xám. Ui, khác không? Chữ kia chữ đá trắng đá. Này đá trắng, kia là đá vàng. Quần xám cho Loan Nguyễn. Quần 35.000. Còn áo là 59. Áo thun thái, xám cho Diệu Hiền Phan. Giá như nha. Rồi áo này lên mã cho em là mã chữ. Mã chữ nha. 51kg đâu có đâu. Giờ còn quần size 4 là bự nhất đó bà. 4 là bự nhất á. Cái quần này em phối cái áo form ngắn, chứ em phối form dài là không có thấy được. Rồi cái áo này cũng 59.000 luôn, hàng Quảng Châu nè. Áo này là 55-57kg đổ về. Cái này cho em áo hồng luôn, có nón ở sao á. Ra nguyên set luôn. Áo hồng quần xám. Áo hồng. Áo vàng với lại áo chữ. Còn này cho em mã là nón đen. Nón đen từ 40 cho tới 60kg luôn. Thì chị bà ngoại lấy sữa được, có cái xám nha chị, xanh nó hết rồi chị. Rồi áo hồng. Áo 59 đẹp lắm kìa. Chị nào nhận hàng là biết không? Áo hồng, áo đen. 65kg thì có áo thôi chứ quần nhỏ xíu rồi chị ơi. Áo trắng nón của ai vậy em? Mấy chị chống ai rồi? Của Linh Lý. Áo trắng nón của chị Linh Lý nha. Rồi. Quần này của mình là chất poly cao cấp. Chất nó mềm, nó mịn, nó đã lắm. Viền hai sọc. Nè, trời ơi, chất đã ghê. Để em đo thử coi tới đâu. Không, mấy chị không chốt mấy cái áo kia vậy. Trời ơi, mai mua vậy. Eo 74-75, giả ra 84 nè. 60kg đổ về. Từ 45 tới 60kg cho em mã quần đen.
35.000 quần, 100.000 ba quần, mua đủ ba quần đi có 100.000. Eo 84 đổ về nha, thoải mái nè. Dưới 60kg là vô tư. Rồi lên mã cho em quần đen. Quần này vải mềm, co giãn, lưng bản to. Mịn không, nhìn qua hình thấy quần mịn có 35.000. Rồi chốt cho em quần đen đi. Mấy chị ơi chấm tương tác cho em thấy mấy chị coi. Quần đen có 1 cây luôn nè. Có 35.000 quần à. Hàng đẹp, hàng xịn chứ không phải ba cái hàng tào lao đâu. Tào lao sao mà. Linh Lý à, có quần màu khác nè chị. Cái quần này nó có logo. Quần là quần xám em đang mặc nha. Rồi quần đen. Chị Hạnh Phúc lấy cái quần đen. Còn cái quần này cho em mã là mã số 1, 35.000. Quần đen chị Lam Lam. Cái gì vậy? Logo đây nè. Mấy chị lấy cái màu giống nhau thôi nha. Cái màu y chang vậy nha. Chứ cái logo trên, logo dưới lùm la. Rồi lên cho em mã số 1 là nó cái quần màu này nha. Quần đen cho chị cho Loan Nguyễn, mã 1 Phân Phạm Thị Thu. Mã 1 là cái quần màu xanh đó đó. Ai mới màu xanh giống cái quần nãy em mặc chốt. Dễ thương nha. Em sợ hết pin hoài. Rồi xanh nhớt. 55kg đổ về. Xanh nhớt. Xanh lá. Số 1 cho Loan Nguyễn. Màu xanh đó thì được. Trời ơi, hàng công ty xịn nó mới chạy xuất đi Nhật đó. Hàng đẹp lắm, may kỹ. Chứ không kỹ thì Nhật không nổi đâu. Một hộp ba chi cho Khôi Nguyễn. Nhớ buổi sáng trước khi ăn sáng nửa tiếng nha. Xám với đen mã 1 cho chị Linh Lý. Xanh lá nè. Xanh lá, xanh nhớ con cái à. Với lại số 1. Rẻ quá trời, không ủng hộ em gì hết trơn. Thải mỡ. Trời ơi, nó khác vị thôi chứ nào nó cũng thải mỡ hết á. Cái màu đỏ điển hồi hơn là vị thảo mộc là uống được 40 ngày, 40 gói. Còn cái vị mà hoa cúc á thì nó chỉ có 30 gói, uống được 30 ngày mà nó cũng giá luôn. 140 hết. Đen với xám cho Kim Chi. Quần á. Khôi Nguyễn ba chi là 125 nha. Loại nào cũng thải mỡ hết á. Chứ mà tùy theo mình thích cái vị thôi. Giống như trà sữa người trân châu đường đen, người matcha đồ kiểu vậy. Thấy bán nào cũng được trơn bà. Nào tao mua. Tối trước khi ngủ uống nha. Còn ba chi á, thì sáng trước khi ăn sáng nửa tiếng uống. Còn nếu mà có đau bao tử thì ăn xong một tiếng sau uống. Còn trong ngày đó quên. Sáng không có uống thì quên luôn, ngày mai uống. Chứ trưa tối không có đụng nha, trưa tối không có uống. Nón trắng là của chị Linh Lý nha. Kim Chi không có nha chị. Bị sao á chị? Mua cho em cái áo được. Em đẹp đi. Áo phom rộng giấu quần. Phom rộng giấu quần. Để giờ mặc quần ngố vô. Mặc quần ngố vô bán nè. Phom rộng giấu quần 59.000 hà. Còn cái quần ngố là 45.000. Tính ra nguyên xét có nhiêu tiền đâu. Em là em có tất cả chục cái quần ngố luôn. Dễ mặc đó mấy chị. Mà mặc nó nhẹ lắm. Mặc đi tới Huế còn thoải mái. Nhẹ thoải mái mà quần có túi nữa nha. Mới về nè. Trời ơi, chứ cuối năm bán không còn cái quần ngố nào luôn. Quần ngố, quần đùi gì. Mua trơn. Mấy chị còn mua khăn nén không? Khăn nén không còn rớt lại ít kìa. Nạn lắc như sao mà không có nghe chị nói gì hết trơn. Đây, cái áo 59.000, 65kg đổ về. Còn cái quần á là từ 40 tới 70kg luôn nha. Quần ngố là 45.000. Còn cái áo này á là 59.000. Nè, áo thun á, nói chung là form dài. Chứ quần này mặc với áo thun cổ tròn, áo thun gì cũng được, form dài vậy nè. Là nó sẽ ra dáng là set ngố nha. Cái này mã là kem 59, còn đây là quần ngố. Chốt đi mấy chị ơi, về lấy cái quần tự phối với áo thun có sẵn nha. Kem 59 nha. Với lại xanh. Xanh 59 luôn. In là in nổi lên trên luôn. Vải rất là đẹp luôn. Vải này mềm đẹp chặt máy vô tư luôn. Kem 59 với xanh nha mấy chị nha. Mua đi. Trời ơi bán rẻ mà còn lọt. Còn ế nữa. Chị Nguyễn Hương lấy ngố nè. Mua ủng hộ em đi. Còn trưa
chưa bán, trời ơi, khóc một vòng xong. Bộ nha, bộ đẹp lắm, bộ Latin nè, đầm hả chị? Đầm mà chị muốn đầm gì? Baby doll 55-57kg đổi về, đùi Latin hàng chuẩn xốp, hàng thiết kế nè, 79.000 bộ, cho mã đùi xanh đi. Đùi xanh đi mấy chị. Ôi, mấy cái áo này mấy bà không mua nữa. Xanh 59 cho chị Thí Lam, ngố cho chị Maria Hồng Ngọc. Ủa, khoan đã. Xanh 59. Chị ơi, chị lấy xanh này được không chị Linh Lý? Đùi xanh 79 cho chị Kim Chi. Linh Lý là lấy hai quần ngố. Anh chưa? Linh Lý hai quần ngố anh chưa? Chưa không? Chị Linh Lý ơi, chị lấy cái quần số 1 với cái áo xanh này được không? Tại cái áo xanh kia là nó khác cái chữ á. Lấy xanh này được thì ok em nha. Hả? Đùi xanh là bộ này. Cái bộ 79 nha. Chịu không chị? Cái áo này với cái quần số 1 chịu thì ok em nha. Áo thêu nè, áo thêu cổ trụ đẹp như mơ luôn đó, 65.000 áo, 65.000 áo, từ 45 cho tới 65kg luôn. Chờ lấy lên áo thêu giùm em nha, áo thêu bán 75 không, bây giờ mua 65.000 cho mà áo thêu. Áo thêu lấy hàng mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Chị Linh Lý ơi, chị có lấy cái áo đó không chị? Dạ em đang hỏi Linh Lý nè, chị lấy không? Áo này đẹp lắm á, 59.000 luôn. Thun thái mịn, đẹp xuất sắc luôn. Combo 40-60kg, thấp thì 57kg nè. Cho em mã chữ nha, áo này đẹp lắm. Mấy chị nhận hàng chứ không biết nữa. Chữ còn 2 cái. Ok áo. Rồi giờ lấy cái áo 59 xanh cho chị. Áo 59 xanh chị quăng qua chị hỏi nè. Ừ. Rồi áo thêu cho chị Diệu Hiền Phan 65.000. Cái áo chữ nó đẹp lắm. Mấy chị nhận hàng đi, 59.000 á. Chất y chang cái nào, cái lô áo mà combo 69, đẹp lắm. Ủa tôi xuất khẩu lên mà em còn size 2X đó chị. Chị nào mà size 2X 60kg thì em bán được. Nè, cái bộ thiết kế cao cấp nè, chất Latin, 55-57kg đổi về, đùi, đùi trắng nè, đẹp dữ lắm luôn. Cho mã đùi trắng nha, giá là có 79.000 hả? Trốn rồi mấy chị ơi, giá đẹp, giá đẹp mơ luôn. Thông báo cho một tin rất là vui, cơm trái khô gà không còn hũ nào. Cơm trái khô gà không còn hũ nào để bán luôn. Ngày mai em về hàng mới nha mấy chị nha, hết trơn luôn. Mấy chị ăn cơm trái khô gà ghiền luôn. Bộ riêu chất Latin, nãy giờ em lai Latin không nha. Phơm là 55-58, mét 6-60kg, 100 đổi về. Chị nào lấy lên mã bộ riêu giùm em đi. Bộ này cũng đẹp, xuất thần luôn, 79.000. Riêu có 79.000 thôi mấy chị ơi. Chốt cho em đi, rẻ đẹp quá trời mà không mua. Mai mốt kiếm không ra cái hàng Latin xịn gì đâu. Latin đẹp lắm luôn. Rồi, lụa măng gồ. Chẳng có chân hả? Trời, người ta chưa bán lại nữa chị. Nay bán hàng chán ghê. Sao mà em hoạt động sớm mà người ta không có bán rồi làm sao? Chưa có hàng chị. Đang chờ cái gì? Chờ mòn mỏi luôn đi bà. Sai bự nè, đếm ra ngực. Ủa mà cái trước Tết em bán chả có chung nhiều mà chị không có mua được luôn hả? Vàng thanh riêu nè, riêu 79. Chốt vàng màu trắng luôn đi chị. Ngực 98 nha, 55-57, 55-58kg gì đó. Bộ dài nhiêu quên nè, 79, 99, dài 99.000. Lên mã bộ dài giùm em 99.000. Sắp thơm dâu cho chị Mỹ Hằng. Không mua kịp hả? Tại vì cuối năm em bán trà gót là hai đợt luôn mà. Mà năm nào em cũng bán trà gót đó. Vậy là chị không mua được. Rồi cái này cho em mã hoa. Mét 6-60kg vừa luôn á. Dài 99 nè. Lô này thì đùi 79, lửng 89, dài 99.
xíu nha. Đầm ha. Em đưa cho mấy chị coi cục đầm. Đầm đi. Chị nào không đầm không? Chấm cho em cái coi. Để em biết là có người mua đầm rồi em mới bán chứ. Có ai không đầm không? Chấm cho em cái đi. Em biết là có người mua đầm em like coi. Ê, kia mấy đăng cho bé có mẫu không? Chị nhớ nó nằm bên đó mà giờ chắc rồi. Cô đồ mồ á. Đem xíu nè. Không vô nó dẹp đâu. Coi coi. Có đâu không? Kem bánh răng cho bé 20 nghìn. Cô đồ mồ của Thái. Cái này là bé mà lỡ mà đánh vào con bị nuốt á, thì cũng không sao. Cái này bé mà có răng là đánh được. Gì vậy? Rớt ra hả? Có dâu nữa. Có mùi dâu với là mùi cam. Có nhau không? Dâu với cam. Để mong hết rồi. Để mong là hết rồi. Ba chi cam là 125 nha chị. Ba chi cam là 125. Một ô mai cái bé đang bé. Cái bé đang bé lấy mùi cam nha chị. Kem gót chân. Kem thoa bằng chân á là 35 ngàn. Đầm cao cấp nè mấy chị, 130 một đầm hàng An Đông, chất u mì nè, rất là đẹp và sang luôn. Đầm size XL 60-62 kg, eo 84-86 đổ về đẹp, trời ơi chất lượng co giãn nha chị. Còn cái này á là kim tay cài vô gỡ ra được 130. Hàng này nhận hàng là mấy chị cũng mê thôi. Mai rất là đẹp luôn. Lên mã cho em là đầm size XL. Trời ơi, ta ghi là cam với dâu. Lấy nào chị? Cam với dâu. Đầm một ít có chị nào lấy không? Rồi, màu kem. Lấy dâu hả? Rồi ok, lấy dâu cho chị. Lấy kem ăn dâu cho chị. Có không? Có hộp bỏ vô luôn. Như cả hiện rớt hộp ra hả? Chị nó rớt cái hộp ra, chị lấy cái đó luôn cho em được không? Ít nào cho chị Nhàn Thanh 130 nè. Cái này để em đôi. Trời ơi, mèo bị lem rồi. Lỗi bộ anh lỗi. Ờ, ôi, sô-cô-la, sô-cô-la hả? Sô-cô-la, ồ, quăng qua chị. Bộ ăn rồi hả? Vậy thôi. Cái đó lỗi bộ anh lỗi. Bỏ bao em ghi lỗi vô. Rồi cái đầm này là... Ủa sao cái bao đó còn y mà sao dục vậy? Gì vậy trời? Trời ơi. Thấy mới tin luôn. Ngực 98. Eo 82, 84 được quá chị. Đầm xanh đen nha. Chị lấy lên mã xanh đen giùm em 130. Xanh đen 130. Rất là đẹp luôn. Nè. Xanh đen 130. Để em cởi đồ này ra em thử đồ cho mấy chị. Đầm thử mấy chị coi. Đẹp lắm. Mà giá thì rẻ bèo. Có 130. Em thấy giá niêm yết của nó là cái nào cũng trên 300 hết. Mấy chị mua đùi thun thái được không? Mua gì mấy chị báo em lên nha. Ở nhà quá trời đồ luôn mà. Nhiều khi không biết lên cái gì luôn á. Lên sợ ế ghê. Mặt xanh cho coi. Lên xanh cho mấy chị nha. Này 60 kg đổ về là mặt đẹp. 55-57 kg trở lên. Chất đã lắm mấy chị. Áo ngực à? Áo ngực chưa nha chị. Em đặt quần lót còn chưa về nữa. Nè xanh nè. Xanh 130. Đầm xanh. Vải mềm có độ co giãn. Vải mềm có độ co giãn nha. 60 kg đổ về. Rồi xanh lá là cái mẫu bèo bèo. Chị nào mê đầm báo em nha. Để em đổi chủ đề. Đây. Cái đầm này eo cũng 82-84 đổ về nè. Lên mã xanh lá giùm em nha. Nhúng nhúng nó đẹp nè, rất là sang luôn. Xanh lá 130 luôn.
Nhận hàng 30. Xanh lá 130 luôn mấy chị. Rồi đầm 1XL 60-63kg đổ về. Rồi mang đứng luôn. Đứng như là hả, chiếu phim mà bị giật á. Đứng vậy luôn, chiếu phim mà bị giật á. Xanh lá chị Gia Tuân. Rồi cái này lên mã cho em là đầm XL nha. Ở dưới nó có dập ly xuống nè. Đầm XL 62-63kg đổ về. Đầm size XL. Cái tay áo rất là đẹp luôn. Đầm size XL 130 mấy chị ơi. Rồi XL caro. XL caro. Cái đầm đó bỏ vô bao ghi chữ lỗi cho chị đi. Để ngoài đó chưa. Đầm XL cho chị Lê Kim Trải. Cái này cho mã caro XL. Phần dưới nó có bèo đuôi cá nhẹ. Caro XL bán chi cam 125.000 nha. Đây. Một hộp 30 viên uống được 30 ngày. Một ngày một viên. Rồi, Caro XL. Sọc 2X 65-70kg. Sọc 2X 65-70kg nha. Nè. Sọc xuống. Eo 88 đổ về. Rồi cho em sọc 2X. Nâu 2X. Eo này là eo 84-86 mấy chị. Nâu eo 84-86 nha. Cho em mã đầm nâu. Đầm nâu bèo bèo giống giống cái xanh lá đó. Caro XL cho chị gái Trung. Chị đang mạnh. Rồi đầm 2X với lại cái nâu nha. Cái đầm nâu là eo 84-86. Nâu này là giống cái màu xanh nè. Đóng cột cũng đó lại. Cái quần đêm nữa. Quần đêm đây nè. Đó mấy cái đó không? Đó. Em ăn rộng quá nhìn kỳ lắm mấy chị. Cái này mặc vô nó còn giãn ra nữa mấy chị nha. Rất là thoải mái luôn. Cái này cho em mã đầm nâu. Đầm nâu lấy hàng. Rồi 2XB luôn. Em nhìn phía bên đó có đầm không? Nhìn coi có đầm không? Có đầm qua qua. Rồi 2XB. Trời đẹp dữ à. Trời 2XB đẹp dữ trời. Đây nè. 2XB đẹp xuất sắc luôn chị ơi. 2XB nha. 65-67kg cũng được. 2XB lấy hàng. Em mặc vô nhìn đẹp ghê luôn. Cái 2XB. Cái bài con tay em mấy chị ơi. Trời ơi like mà giật như phim chậm vậy trời. Đứng xong cái đứng xong rồi cái nó quay lên. B cho chị Gia Tuân nè. Rồi em lên cái đầm này là size 1X. Đầm này có size 2 size luôn. Size 1, size 2 luôn. Size 1 84, 86 thì ok luôn. Cái này mấy chị cho em mã là đầm số 1 với đầm số 2 nha. Đầm số 1 với đầm số 2. Số 1 là mặt rộng thấy không. Đầm số 1 với đầm số 2. Mặt lên nó sang vậy nè. Đầm 1, đầm 2. Đầm 1, đầm 2 nha. 130. Hàng cao cấp á mấy chị. Cao cấp mình mặc vô thấy đẹp liền. Mà nó co giãn và nó mềm mặc xuống á. Hàng này mặc bao sướng luôn, bao thích luôn. Ừ, mỗi một cái mẫu là nó có hai size luôn. Mấy chị cỡ nào mấy chị cũng vô được hết. Cái này là cho em mã là bi đen. Bi đen 1X với bi đen 2X nha. Cái này sao không có size nhỏ ta. Nè. Bi đen 1 với bi đen 2. Cái cổ nó vậy nè. Chỗ này nó có đắp cái túi với cái nút. Bi đen 1 với bi đen 2. Đầm nâu. Cái này là chất u mì xịn đó chị. Đang lai là u mì. Đầm nâu hả? À, cái đầm nâu kia là không phải u mì. Cái chất gì mà bóng bóng á. Bi 1 cho chị Lê Kim Trải đang mặc. Chị đang mặc. Bi 2 cho chị Đỗ Hồng. Đang mặc bi 1.
xanh đen. Trời ơi, xanh đen đẹp phá cháy luôn nha. Xanh đen size 1, 84, 86. Eo cỡ đó. Bi bi hết chị. Bây giờ em làm u mì mà trơn nè. Cái này mặc vô cho mấy chị thấy form đẹp lắm. Cái chất nó dày mịn nha. Nè, da mã xanh đen, 60kg đổ về ok luôn. Trời đẹp chưa. Xanh đen, có độ co giãn nha. Eo 82, 84, 85 gì cũng ok. Xanh đen, mấy 60kg đổ về vô tư. Nè, chất u mì. Mã của em là mã xanh đen, có 1 cái à. Xanh đen có 1 cái 130. Xanh đen được 1 cái nha. Từ dép. Xanh đen, xanh đen là của chị Nhàn Thanh. Cái này bự hơn, size nhỏ. Bi đen chị đổ hồng có. Rồi cái này eo 86 đổ về cho mã nâu. Nâu này cái kiểu nó hao hao xanh đen á. Mà nó không có đính cái gì á. Miếng dán nhân sâm có mà đợt nào màu nâu nha. Rồi cái này cho em mã đầm nâu. Cái này có mic của em nè. Mã đầm nâu gồm này chị. Đầm nâu lấy hàng. Đầm nâu. Để em coi còn đầm một màu không lên cho mấy chị luôn. Rụng tóc chưa có hàng nha chị. Chưa có hàng. Giờ xài băng tin đi. Băng tin trị rụng tóc á, 90.000. Rồi sóng sắn đẹp quá mấy chị ơi. Rồi eo 86 đổ về nha. Đen sóng sắn nè. 130. Hàng này chất đã ghê. Thiệt sự luôn. Nè. Đen nè. Sóng sắn nè. Rồi cho em đầm đen. Trời ơi nó đẹp mấy chị, cái đầm này đẹp thiệt luôn. 130. Cho em mã đầm đen nha. Đầm đen. Rồi eo 84 đổ về là đầm nâu. Giống mẫu không biết để em bung ra hết. Đầm đen cho chị Lê Kim Trải. 5 gói miếng dán nhân sâm cho bé Hải Duy Lộc. Rồi cho em mã là đầm nâu. Eo 84 đổ về, 82, 84 là đầm nâu nha. Mặc vô đẹp lắm mấy chị ơi. Hết đen rồi. Cái này nâu nha. Ai mê màu nâu. Màu nâu là mạng thổ. Màu bán phong thủy. Màu nâu. Size nhỏ hơn màu đen. Đó là màu đỏ. Màu đỏ là size eo 86 đồ chỗ đỏ đẹp chữ má ơi. Eo 84, 86 là chốt đỏ giùm em ấy. Cái này đẹp, đẹp quá. Cái màu đen, cái màu đỏ. Trời ơi, đẹp. Nào. Cái này mấy chị mặc vừa đẹp lắm. Em mặc nó sẽ bị rộng ngực, rộng eo. Rồi đỏ với nâu. Đỏ với nâu lấy hàng nha. Đỏ với nâu. Đỏ đô mấy chị. Rồi eo 86 đổi về màu xanh lá. Cho mã xanh lá nha. Đỏ cho chị Trâm Lê nè. Rồi lên xanh lá giùm em. Em còn. Ủa đen bán rồi mà. Dạ không, chưa thấy nhỏ chị. Rồi cái này eo từ 78 cho tới 80 nè. Cho mã 80 xanh. 80 xanh. 80 xanh nha. Đó, mã là 80 xanh. Chị đang trang mà cái 80 xanh được mà. Em chị 78 đó. Phải co giãn nha. Chất đẹp mà co giãn tốt. Rồi nâu em 80, 82. Ê, cái nâu này giống cái nâu kia không? Giống không? Khác, khác. Cái này cho mã nâu 80. Nâu em 80. Rồi nâu eo 80 lấy hàng mấy chị ơi.
lấy cho mấy chị cái cục này luôn. Rất nhiều á. Đầu hàng đẹp xuất sắc luôn. Mấy cái này là em chưa có like bao giờ hết á. Bộ đùi thông thái là em có hàng nha. Khi nào mấy chị muốn like đùi thông thái thì mấy chị báo em. Đùi thông thái sẵn hàng luôn. 80 xanh cho chị Nguyễn My. Nâu 80 cho chị Bảo Trúc. Nâu 80 là cái sao á. Cái sao á. Rồi em lên tiếp. Xịn nha, xịn nha. Xịn lắm. Hàng VIP luôn á. Mấy chị mà đi làm công sở hay là mấy chị đi tiệc đi đâu á, mặc mấy cái đầm này nè, trời chất lượng. Rồi size 2X nè, 65-67kg. May 8 mảnh nha, chất u mì co giãn. Đẹp lắm luôn. Cái này cho em mã đầm 2X nè. Cổ vuông nè. Đó, mặc vô là gọn đẹp vậy đó. Em lại phải bóp lại. Nè, rồi đầm 2X nha, đẹp từ cái nút luôn. Chất vải u mì thì nó co giãn nha chị. Rồi mã đầm 2X. Đầm 2X em có một cái thôi. Đúng rồi, một cái duy nhất luôn. Cái cục này em hàng lẻ hết nha mấy chị nha. Lẻ hết. Rồi, trời xanh đen đẹp dữ. Xanh đen size 1 nha, eo 84-86 đổi về. Xanh đen 1X. Xanh đen 1X luôn, nó nhúng nhúng vô cái eo nhìn đẹp lắm. Cái này là lẻ hết rồi. Sale hàng lẻ không trời. Cái này là kim tây cà vô nè. Đây, xanh đen số 1. 2X cho Xuân Hồng. Rồi xanh đen là size 1 nha, xanh đen là size 1. Đẹp quá. Chị thấy không? Lại đầm ẩm chết luôn. Mạng đứng nữa. Đứng xong rồi cái nó sẽ nó đứng xong rồi cái nó hiện lại. Cứ nó đứng xong hiện lại. Rồi xanh đen. Rồi cái này là màu xanh lá số 1 luôn nha. 60kg đổ về số 1, 60kg đổ về. Xanh lá số 1. Xanh lá số 1. Cái chỗ này là kim tay gỡ ra được nha. Làm điểm nhấn á nè. Xanh lá số 1. Đẹp chưa? Đi tiệc, đi làm cũng được. Nói chung là đẹp. Xanh lá số 1. Cậu đứng hoài luôn, giật hoài vậy sao bán rồi. Sao gì đây. Rồi, eo 86 đổ về. Cái này cho em mã 86 đi. Cái này mã 86. 86 là form bếp lâm á, mặt chấu bụng nha. Nè, eo 84, 86 vừa. Cái này là kim tay cài vô. Nè, mặt chấu bụng. Cái này mã 86. Cầm mộng là chưa chốt được nha chị. 2X là của Xuân Hồng á. Xanh đen cho chị Nguyễn Thu Nga. Lấy một chai gọi lia Thái 5 dây xả màu trắng. Ok Quỳnh Liên Nguyễn. Rồi cái này cho em mã là số 1. Em 84-86 đổi về. Cái này mã cho em mã số 1. 86 cho chị Gia Tuân. Rồi cái này cho em mã số 1. Rồi chất vải cô tông lạnh nha. Cái này là cô tông lạnh. Size của em là eo 84 đổ về. Cái này cho em mã xanh đậu. Xanh đậu mà size L đẹp nha. Xanh đậu là vải cô tông lạnh. Nó không có co giãn như kia. Nè, nó xéo qua. Cái này mã xanh đậu. Sao còn lẻ không vậy? Lẻ không mấy chị ơi? Còn có nhiêu đầm là hết hàng rồi. Đâu có hàng gì đâu. Like hôm nay mấy chị biết mà toàn lẻ không? Cũng không có trùng gì luôn. Xanh đậu cho chị Gia Tuân. Rồi cái đầm này size 1 nha.
60-62 ký đổ về ok. Trời, cái đầm này phong xòe đẹp lắm. Rồi cái này cho em mã là caro. Caro size 1 nha. Em bóp lại chứ em không có kéo lên tại nó rộng lắm. Rồi mã caro là size 1 nha. Mã caro. Mã caro 130 một cái. Ủa sao đậu có một cái à. Rồi size 1X. Caro cho chị Bảo Trúc. Cái này cho em mã là 1X xám nha. Cái này cái tay nó phồng phồng đẹp lắm nè. Nè. Đẹp hay đơn giản mà đẹp sáng quá. 1X xám giùm em mấy chị. 1X xám đẹp quá. 1X xám. Rồi này là 2X, 2X hồng. 2X hồng 65 kg. 2X hồng. 2X hồng là 65, 67, ai gọn 70 kg. Nghe 88 thôi chơi mấy chị. Rất là đẹp. Vải u mì thì nó co giãn mà chóc nó mềm đã lắm. 1X xám cho chị Kích Tiêu Quỳnh nè. Chủ đứng kìa. Chị mở máy mà cứ đứng ngoài á. Mấy chị coi chắc y vậy quá. Rồi sao nghe tiếng ta. Nó đứng xong cái hồi cái nó chạy. Rồi nghe tiếng rồi. 2X hồng cho chị Cầm Mộng nè. Mộng Cầm phải không? Giờ tên là Mộng Cầm phải không chị? Trời ơi đẹp quá à. Size 1X nha. Mày nó xúc chỉ. Bị xúc chỉ rồi. Rồi eo 86 đổ về cái size 2X đó mấy chị. 86 88 vừa nha. 2X sỏi. 2X sỏi có độ co giãn. Vải nó sang lắm. Cái vải nó ánh lên sang lắm nè, phom suông xuống nha. Đi làm đi tiệc đi đâu cũng được. Rồi mộng cầm ok chị. Rồi 2X sỏi. 2X sỏi. Còn mấy cái đầm ráng mấy chị ơi, lựa cho đã bữa đi. Rồi 2X ủa 2X nút đi, 2X đẹp nè. Nãy có like chưa ta? 2X nút. U mì đã lắm, mịn lắm. 2X sỏi nha chị, mộng cầm lấy 2X sỏi nha chị. Rồi 2X nút. Nè. Giống giống cái của Xuân Hồng chốt nãy. 2X nút. Rồi chất u mì đẹp quá. Cái đầm này là size 2X á, 65 cái đổ về dừa mấy chị ơi. 65 cái lại dừa. Cái này cho em mã đầm suông đi ha. 65 67 kg luôn á. À, cài dây kéo lại, đầm suông á mấy chị. Cái này đơn giản. 2X nút cho mộng cầm luôn. Mạng giật đúng rồi. Cái này mã đầm suông nha, nó bự lắm. Rồi 2X xanh. 2X xanh luôn. 2X xanh giống cái 2X sỏi. Happy đẹp chưa? Mặc vừa hốt liền. Quá đẹp. Happy nè. Ở chỗ này nó còn có nhúng nhúng dập ly hai bên hông. Xanh 2X cho chị Lê Kim Trải. Xuân cho chị Tha Thạch. Xuân là cái nào xem. Rồi cái này mã 2XB. Cái này là vải cô tâm lạnh nha mấy chị. Cô tâm lạnh. Size của mình là 60-60kg nha. Eo 84 đổ về. Em còn cái 2XB. Cái này cho em mã là đầm sỏi. Đầm sỏi này đẹp quá. Nó giống giống cái hồi nãy á. Đầm sỏi. Một bên có túi nha. Thì cái hồi nãy cũng có túi. Đầm sỏi. Size L đẹp á. 60kg rồi nha. 2XB cho Như Ý Trần Thị. Rồi cho em đầm sỏi luôn. Rồi 1X vàng.
Một ít vàng đẹp nha. Một ít vàng. Cái này đẹp ghê với chị. Phối màu đẹp quá. Đầm sỏi cho chị Nhàn Thanh. Rồi một ít vàng. Trời ơi nó đẹp. Nút nè mấy chị. Rồi một ít vàng. Chị khoái vô trong lạnh. Cái này bi xòe 2 ít giùm em nha. Bi xòe 1 ít vàng cho chị Lê Kim Trải. Cái này là 2 ít xòe, phơm xòe. Làm nút hai bên nè, cái tay phối đã chưa nè. Đã ha, trời ơi làm đẹp ghê. Cháu mì coi nhãn. Thấy xòe. Rồi cái này cho em mã là 2 ít caro. Hái caro này hao hao cái hái hồng. Mà cái màu này không phải màu hồng. Cái màu này không phải màu hồng nha. Nè. Cái cổ này đẹp lắm. Đi tiệc hay là đi làm công sở vô ok. Quá lịch sự, quá đẹp luôn. Vải mềm co giãn. Cái này cho em là 2 ít caro nha. Cổ hồng. Đỏ này size 2. Đỏ đẹp chưa? Cho em đỏ 2X luôn. Áo ngực loại 100. Chị không nhớ nữa. Áo ngực chị chưa có soạn. Chị không biết chị còn cái gì nữa em. Đỏ 2X. Đỏ 2X. Hái caro cho Xuân Hồng. Rồi lên đỏ 2X luôn. Đỏ đô, đỏ đậm á. Cái này đỏ đậm. Chứ mà đỏ tươi. Đỏ đậm nha. Chứ cũng không đô lắm. Cái này đỏ 2X. Hàng đẹp ghê mấy chị. Ê có một cái tên Facebook là Nguyễn Đăng Mạnh. Tên đi cho em luôn. Cái này cho em mã là xanh. Xanh 2 chứ không phải xanh 1. Xanh 2X luôn. Caro xanh 2X. Xanh 2X nha. Xanh 2X. Bị lót rồi chứ. Rồi vàng. Vàng 1X. Đã được. Đầm đỏ cho chị Linh Lý. Cái này vàng 1X. Đẹp ha. Em khoái mấy cái vải này nó đẹp lắm mấy chị. Biết cho nên là nó mắc hơn cái kia 5.000. Lấy sỉ nó mắc hơn 5.000. Nhưng mà em vẫn bán có giá cái loại này. Cái này cho em mã chữ 1X nha. Trời ơi, có nhiều đầm lôi ra hết bán. Vàng 1X em đang mặc nè. Vàng cho chị Bảo Trúc. Còn đầm đâu nữa không? Mệt cho mệt luôn. Nhìn coi. Nhìn đi mấy đứa. Chắc bên phòng đó. Chị dám lôi không? Đó được rồi, được không được không? Trời ơi cái chất này á, em không biết kêu chất gì nữa mà đẹp lắm. Cái này thiết kế xịn. Cái này phải đo nha, tại vải không co giãn. Mấy cái nãy thì cái form nhắm được, cái này không được nha. Ngực 92 eo 74. Có chị nào ngực 92 eo 74 không? 130. Chốt cho em mã 74. Cái này 55kg đổ về thôi. Cái tay của mình á là cái lưới nó rất là mịn, nó không có xót nha. Nè. Eo 74 đổ về. Cái vải thì nó có cái độ co giãn nhẹ. Cái này size nhỏ nha. Dưới 55kg là ok. Dưới 55kg là đẹp. Trời mạng gì kỳ vậy? Mạng cứ đứng hoài mất cười quá, không la được. Rồi XL tím luôn mấy chị ơi, XL tím xung xung xuống nè. XL tím nó giống giống cái hồi nãy cái xanh chứ cái gì á. XL tím. Cái này là mở ra được. Cái mở ra được. XL tím cho chị Bảo Trúc. Chị bà Ngọc với bà Vani nhắn tin hoài trời. Nhắn TikTok nhắn hoài.
Cơm xòe size L, eo 78, 80, 82 đổ về. Eo từ 78 tới 82 mà size L. Lên mã cho em là đầm L. Đầm L mấy chị. Cái này nút nè. Đó, phom xòe xuống vậy. Đó, phom xòe mà dài qua gối hết nha, có 130 mấy chị. Đầm size L. Mua áo mấy chị ơi. Mua có này có kia. Rồi L cam. Phom xòe đẹp dữ. Rồi đứng ngay khúc đầm tím im luôn. Không biết mấy chị coi sao. Chị mở máy nãy giờ nè. Nó cứ đứng xong một cái nó có lại. Không biết tiếng nó làm sao. L cam. Buổi tối kỳ ta. Đó mặc lên đẹp vậy nè. Mấy chị mặc vô nha. L cam luôn. Mấy chị mua áo mua gì không? Tôi làm nãy giờ mệt quá. Mua áo cao cấp nè. Cái like chỗ này mới cùi quá. Nó cứ giật giật vậy á, nó đứng lại. Rồi cái giọng nói làm sao ta? Tại em không có mở âm thanh để không biết. Áo Hồng Kông tiền. Áo Hồng Kông tiền nha, mấy chị thấy có cái bao ở trong là biết hàng tiền. Giá 89 ngàn. Áo của em có size nha. Áo có size. Nè, vải rất là đẹp. Vải phải nói là siêu đẹp luôn. Để qua đây cho chị. L, cái L để chị quăng qua đâu? L mới quăng á. Ừ, đầm L cho chị Đặng Trang. Rồi cái áo 89 ngàn. Ở phía sau nè. Vải siêu đẹp luôn. Em còn cái L cam đang mặc. Còn cái L cam đang mặc. Áo size L là ngực 98 đổ về. Ngực 98 đổ về, áo size L, áo 89 ngàn. Áo Hồng Kông xịn mấy chị. Mình lên áo kèm size em nha. Áo có size L, size 3X, size 1X. Áo size 1 là 62, 63 kg. Size 3X là 65, 67 kg. Size 2 là 65 kg đổ về. Chị nào lấy áo thì chốt áo kèm size giùm em nha. Áo size L, XL, 2X, 3X luôn. Hàng có size nè, dễ mua. Rồi sao đứng không vậy? Mấy chị coi vui quá. Mạng nó cứ đứng mắc cười quá. Trời ơi. Em like mày cũng mệt mỏi ghê á. Alo mấy chị coi được không? Chị Nhàn Thanh lấy cái áo 89 CL. CL không có một cái à. Đã lắm. Vải này không nhăn nha. Cái đầm CL còn cái đầm em đang mặc thôi. Còn cái đầm trước là em bán rồi. Mỗi biết mạng sao á. Biết mạng sao. Rồi áo còn size XL, 2X với 3X. Chị lấy lên mã giùm em nha. Giá rẻ nè. 89 ngàn. Hàng cao cấp á. Mấy chị vô shop mua là phải 200 mấy trở lên. 200 mấy trở lên. Làm em còn cái 2X hồng caro nè. Cái cổ xéo xéo. Phom xòe 2X. 2X hồng với mấy chị 130. 2X hồng. Phải u mì coi giảng. Lấy lên mã cho em là 2X hồng nha. 2X hồng 130. Còn mặt size L chốt cho em L cam đang mặc. Phom xòe. L cam đang mặc là phom xòe. Chốt đẹp lắm mấy chị ơi. Cô lấy chốt mã cho em nha. Giờ like gì nữa mấy chị, like gì mà nhẹ nhàng á. Có một mình em, giờ có mình em à. Giờ có một mình em làm thôi. Mình mua cái gì à? Dễ like em dễ chốt coi. Em thấy là
Em thấy là xả đơn nè, cho nên em không có chốt. Nhân viên chốt là xả đơn, cho nên là em không có chốt. Áo cao cấp 79.000 áo. Áo Quảng Châu xịn đâu mấy chị. 79.000 áo, form là 65 cái loại dừa, từ 47 tới 65 kg. Cái áo này vải nó đẹp dữ lắm, có hai cái nút ngay đây nè, đúng đến hai cái nút. Mà lấy lên mã cho em là vàng 79 nha. Em còn hai cái vàng 79. Xanh 79 luôn. Vàng 79 với xanh 79. Trời ơi, hai bên nó đều có đóng hai cái lỗ vậy nè mấy chị. Vàng 79 với xanh 79. 79.000. Áo Hồng Kông xịn. Hàng này vải đã lắm chị ơi. Nói gì hàng cao cấp thì mặc mấy cái này xuống nó mát mà cái kiểu nó đẹp á, với lại nó ít có đụng hàng. Đây nè, xanh nè đó, lấy vàng chốt vàng, lấy xanh chốt xanh nha. Giá 79.000, 65 kg đổ về đẹp. Chị Hạnh Hồng lấy xanh nè, chốt đã lắm chị ơi. Rồi thôi, nghe tiếng mấy hình thôi bà. Chết rồi. Sao like? Nghe tiếng mà không thấy hình mới vui. Em hết xanh đâm còn vàng. Đâm đã mặc là u mì chị. Chất u mì. Trời ơi, em hết xanh đâm còn vàng. Chút vàng cho em đi. 79.000. Lấy vàng cho chị Gia Tuân nè. Em còn cái vàng nữa. Rất đẹp mấy chị. Áo Hồng Kông mà bị không đẹp. Rồi em còn cái vàng nữa. Vải này đẹp lắm. Chốt đi. Vải đẹp xuất sắc luôn. Có 79.000. Rồi em còn một cái vàng nữa nha. Siêu phẩm á chị. Chị Huệ Huỳnh ơi, lấy cái đầm em mặc đi chị. Cái đầm em mặc là có 130 hả? Sải lờ nó không phè nè chị. Cái đầm em mặc co giãn nè. U mì co giãn nè. Này bị xả. Rồi cái áo vô đi này á, em bán 75 mà giờ em bán 65 nha. Size này là bé, lượng gái trai vừa mặc được. Nói chung là size này từ 45 cho tới là 55 kg đổ về á. Em bán 60 cũng được. Cho lấy lên mã cho em là vàng 60 nha. Áo vô đi á. Áo vô đi vàng 60. 79 vàng chị Nhàn Thanh. Em đâu biết đâu, tại vì em like thôi chị, em đâu có chốt đơn. Em đâu có chốt đơn đâu. Mấy đứa nó nốt là em thấy vậy đó. Em là like, còn nhân viên chốt đơn á là ví dụ như chị nào hay xả hàng hay là xả đơn hay là mua xong rồi là không lấy đồ này kia á thì nó sẽ nốt đơn. Em thấy là em không có bán là vậy đó, tại vì mình mua là mình phải nhận chứ. Vàng 60 cho chị Gia Tuân. Ôm lộn hả? Bỏ lộn nha. Bỏ lộn. Bạn giả đánh răng còn chị 18.000 set 5 cây. Rồi chị mua một hộp là 30 cây á, là 95.000 nha chị. Rồi em bỏ cũng bỏ lộn thứ ơi. Giờ này sao vậy trời. 60. Rồi cái bút cũng ra mực nữa. Rồi áo Quảng Châu xịn nha, chất thun thái á, chất thun thái mềm, từ 40 cho tới 60 kg, phong vừa nè, 59.000 mấy chị. Lên mã cho em là cam 59 nha. Cái này em bao chất luôn. Cái hiệu HH này về bán 75 không, không có bán giá dưới, tại xỉu nó 60.000. Hay đẹp lắm. Còn cái loan này là trai gái mặc được nha. Trai gái mặc được. Form rộng giấu quần luôn, nam nữ mặc được, từ 40 tới 70 kg mặc vừa.
Lên nãy cho em mã Loan nha, 59.000 luôn. Loan 59.000, hàng này chắc đã lắm. 5 cái 18, 10 cái nhân lên 36.000. Mua hộp là 30 cái là 95.000. Rồi áo phơm vừa 40-60kg, áo này là 69 nha. Cho mã 69 trắng, 69 trắng. Thanh Vân lên là lấy cam 59 cho em số điện thoại. Ghi số điện thoại cho em nha. Trời ơi nó quay cuồng. Thanh Vân lên ghi số điện thoại chị. Rồi mã Loan với áo trắng lấy hàng nha. Loan với áo trắng 69 trắng cho Gia Tuần. Mỹ Hằng lấy 10 bàn chải nha. Em ghi vô. Rồi em lên nữa. Này bộ. Rồi thấy số Thanh Vân lời. Em có áo đen nữa nè, 59.000. Chất này không đã khỏi ăn tiền luôn. Từ 40 cho tới 60kg. Lên mã cho em là 59 đen, 59 trắng. Với lại 59 đen với trắng, 59 đen trắng rồi. Chất xịn lắm. Này cũng chê ở đâu được đó. Vải của mình bao đẹp. 40-60kg vừa. Chất y chang như cái áo 69 á, nhưng mà nó chỉ khác kiểu thôi. 59.000. Đen trắng. Có mua sáp thơm nè, mấy cái gia dụng á, mấy cái đồ mà em đăng lên á thì mấy chị cứ báo nhân viên bỏ vô đơn nha. Tại vì mấy cái hàng có sẵn em mới đăng. Mà nhiều cái có sẵn em đăng không hết á. Chị nhà Thanh lấy cái đen 59. Đen 59 em còn một cái nữa. Rồi em có trắng nữa nha. Chị Nhàn Thanh lấy trắng luôn là 2 cái. Thanh Vân Lê lấy trắng. Rồi em còn một cái đen. Em còn một cái đen nha. Giá mềm. Mua về nhận hàng rồi ghiền. Thật sự luôn. Tại vải nó quá đẹp mà. Còn một cái đen nè. Rồi em lên áo 69.000. Áo 69.000 cho em mã hồng dâu, 40-60kg. Phải này chị gái trung phái lắm, chất đẹp. Hồng dâu với cam là 69.000. Cái lô này mắc lắm mấy chị. Lô này em lấy vô dáng cam nè đó. Phơm vừa đó. Áo phơm vừa hồi tết này là chị em nhà em mặc hàng này không. Đi đâu cũng mặc áo này, tại mặc cũng khỏe mấy chị. Vải nó mềm, nó mát, mà cuối năm á, đen cũng thông thái luôn đó em. Mà chị ôm theo mấy lô đó, lô nào mà giá rẻ chị bán rẻ. Còn lô nào mà giá cao á, thì phải bán lên giá chứ sao. Tùy theo là chị ôm được rẻ hay là cao á, thì cái giá bán nó sẽ dậy nha. Chứ hàng đẹp lắm. Rồi tiếp. Này đi. Chị nào mà muốn mặc nhóm mặc đồ á, mua này cũng được. Cái này thì nó xịn. Cái này phải nói là rất xịn luôn. Ngọc Huyền lấy đen ok. Đồ hàng chị bán thì yên tâm. Đẹp mới bán chứ xấu không bán đâu. Bánh kiên hả? Ăn bánh quy phô mai đi. Đen 59. Áo cam là của Hồng Trang. Dạ. Nghiện thì hết tiền. Hồng dâu. Hồng dâu của chị Hạnh Hồng. Cam hết rồi. Chị Gia Tuân lấy cái hồng dâu nha. Payment không có ra nè.
ngố là 5566 á chị. Chứ quần mà 9966 là quần gì ta? Là quần chính tất, em không có bán chị. Gia Tuân là lấy được cái dâu của chị cam hết. Đậm hơn chị lên đầm cũng nổi. Lấy được cái nha chị nha. Em lên áo này mấy chị nên mua nha. Tại vì cái áo này á nó mắc lắm. Bình thường không có bao giờ sale đâu. Hồi cuối năm kẹt tiền quá sale cái em lấy. Lấy nhưng mà đầu năm mới giao nè. Hàng này là cô tông nè, cô tông 100% hàng mà cái loại này cái giống giống cái lô 95.000 bán cho mấy chị á. Hàng này là may ra bán shop nè. Cổ lật nè. Cái hiệu DNT. Cái chữ của mình là chữ in nổi lên rồi nó cượm cượm. Cài ba cái nút nè. Form này con trai gái gì mặc được mà. Cái form này giấu quần á. Form là giấu quần nè, từ 45 cho tới là 70 kg mặc vừa. Nam cũng có thể mặc được, nút là mình gỡ ra, mình mặc vô cho dễ nè. Mà mấy chị mua 59.000 mấy chị tranh thủ chốt đi. Đẹp dữ lắm. Rất là đẹp luôn. Lên mã cho em là áo xanh là được nha. Cái này mấy chị mua về bán ngon. Mấy chị mà mua em rẻ vậy á, về bán lại kiếm lời. Kiếm lời xong mà có tiền lại mua của em nữa. Thiệt sự. Áo xanh 59.000. Bánh mình ăn kiêng á, thì mình có thể ăn cái bánh này của em nè. Mà là ăn gạo lứt chị. Gạo lứt rồi. Chị ăn gạo lứt cũng được. Gạo lứt trong biển nè chị. 30.000 hũ, chị ăn thử đi, nêm gia vị rất là ngon, ăn nó giòn thơm lắm. Còn cái bánh này là cái bánh ăn là ít mập, ít đường mà nó bổ sung canxi giống chị mà ăn nó ngon. Bánh quy phô mai hiệu Nancy Bà nè. Cái này là cái loại bánh mà ăn rất là tốt cho sức khỏe mà ăn là nó gọi là ít mập. Nè, bánh này là 45.000 trong một cái gói nó sẽ có là bốn cái bánh ăn giòn thơm lắm. Cái này cũng nít khoái ăn lắm, người lớn mình cũng ghiền, em cũng thích nữa. Bánh quy phô mai nha, ăn rất tốt. Rồi em cho xanh 59k. Xanh cho chị Marie Hồng Ngọc, chị Nhàn Thanh, chị Thanh Vân Lê, chị Quang Thiện lấy 2 cái ok. Lấy ủ tóc cho chị Mỹ Hằng. Ủ tóc là 85.000 nha chị. Ủ tóc là 85.000. Xanh cho chị Tha Thạch. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Áo hồng dâu còn cái nè, 69.000 mà lấy mình lên luôn giùm em. Rớt rồi. Rồi đợi em xíu nha. Để em coi chồng áo mà đẹp đẹp em lên luôn. Em bán 75-79.000. Giờ mua 69.000 nha. Hai gạo lứt cho chị Nguyễn Thu Nga. Áo này nam nữ mặc được. Bình thường lúc mới về bán 95, sau đó mấy chị mua 79 đó nha. Nè, 40-70kg nam nữ mặc được. Bây giờ mấy chị chốt cho em là 69.000 thôi. Có chữ SB ở đây nữa nè. Lên mã cho em mã gấu nha, 69.000. Chất nó mịn, nó đẹp lắm luôn á. Cho em mã gấu nha. 69.000 mã gấu. Còn áo này là áo Quảng Châu. Áo Quảng Châu. Em bán là 99.000. Có đính đá nữa, form là 45-60kg, 62kg em vừa. Em bán 99.000 giờ mua 69 thôi. Bán đồng giá với chị luôn. Lên mã cho em là áo Quảng Châu, chứ tắt cũng được. Rồi, cầu vòng 69.000 luôn, 40-70kg nam nữ mà được, in chữ nổi nha. Mã cho em là mã cầu vòng, nhớ cầu vòng không? Mã cầu vòng còn 3 cái, 69 luôn. Giờ mua xong rẻ dữ trời. Sao rẻ dữ. Lên cho em mã cầu vòng nha, hàng này mắc không chết luôn. Mã cầu vòng lấy hàng.
Để em coi. Nhiều áo lắm, trời ơi. Quá trời áo luôn. Ủa bỏ lên. Quảng Châu hả? Chị Nhàn Thành lấy cá Quảng Châu. Con trâu là hồi lắm. Tại em lấy cao hơn giá đó luôn. Giá em lấy vô. Cái bộ nè. Đâu lòi ra vậy trời. Em nhớ bán hết rồi. Em nói với chị là hết á. Bộ sa tim đùi 50-65kg, 65.000 bộ. Chất sa tim nó mặc nó mát lắm. Mà mai đẹp lắm này. Hàng người ta mai shop người ta bán rồi mấy chị. Bộ đùi từ 50-65kg luôn nha, 106 đủ về. 6-8 gì đó, để đo lại coi. Em nhớ vậy, 50-65kg em đội cho mấy chị là tầm đó. Mai viền đẹp lắm. 65.000 bộ nha, cho mã đùi đen là được. Đùi đen 108 đủ về luôn, thoải mái. Hàng pyjama mặc thoải mái mấy chị. Quần đùi có túi đàng hoàng nha, hàng mai chuẩn xốp luôn. 65.000 à. Nè, túi sau là khác tới đây luôn nè. Lên mã cho em là đùi đen 65.000. Đùi đen 65.000 chốt rồi mấy chị ơi, hết hàng á. Nãy chốt rồi em thấy nè, cái này lên nhiêu là hết nhiêu. Chị Quang Thiện lấy đùi đen. Chị Marie Hồng Ngọc đùi đen. Rồi đùi đen em còn bộ nữa à. Chị nào lấy lên luôn nha. Còn một bộ nữa. Cho chị Hoa Hồng 65.000. Chị nào không, cái này nhỏ rồi. Đùi đen còn bộ nữa. Chị nào nhỏ thì em lên cái này chị mình chốt nữa. Không chị. Cái lô này là lô đùi. Dài là bán thiết kế. Ngực 98 đổ về nè, size từ 45 cho tới 55-57kg. Cái này cho em đỏ nha, đỏ là size nhỏ, ngực 98 đổ về thôi. Đỏ là size nhỏ. Chị nào lấy lên mã cho em đùi đỏ 65.000. Đỏ là size nhỏ nha, ngực 98 đổ về, form nhỏ. Đỏ còn 3 bộ. Đỏ còn 3 bộ. Giới thiệu chỗ này đẹp lắm. Hàng HH nha. Có chất vải nhận hàng mà không đẹp khỏi ăn tiền mấy chị luôn. Em bao vải. Hàng chất cực kỳ đẹp luôn. Mình thường 75-79.000, không giờ mua 59.000 nè. Form là từ 45 cho tới 60-62kg. Cái tay nó có logo nè. Hàng này mấy chị nhận hàng đi, phải nó mềm, nó đã lắm, nó xịn. Ôi xịn luôn, giặt nó không có bị giãn. Lên mã cho em đen 59. Đen 59 em có 2 cái. Đỏ cho chị Gia Tuân. Rồi cho em đen 59 nha. Có 2 cái nè. Mà chắc không đẹp khỏi trả tiền em. Bao đẹp luôn. Có 2 cái. Chị Bảo Trúc lấy đen 59 nè. Cái này chị nhận hàng đi. Đẹp mơ luôn. Ghiền cái chóc á. Còn cái đen 59 thôi mấy chị ơi. Mặc dù chốt liền cho em. Rồi đen 59 cho chị